Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn. Tập 207. Chương 2061, Khu vụ. Cổ đạo Đại Thiên Tôn là người mạnh nhất tiên cương đại lục, tu vi khó lường, đã bao nhiêu năm nay chưa hề ra tay. Lúc này xuất ra một chỉ, thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn. Còn có dấu hiệu như trời long đất lở, khiến cho cơn lốc nước biển ở bên cạnh cũng không thể chịu đựng được, bị hõm sâu xuống. Tóc bạc trên đầu Vương Lâm tung bay, ở phía trước hắn, một chỉ của cổ đại Đại Thiên Tôn kia xuất ra ngưng tụ sức mạnh của phong vũ lôi điện, có thể nhìn thấy lôi đình âm vang. Điện quang hình vòng cung xẹt qua xẹt lại, mây mù hiện lên, trong khi va chạm truyền ra tiếng nổ ầm ầm, hóa thành vô số hạt mưa, khiến cho một chỉ này trở nên hỗn độn. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng trong màn phong vũ lôi điện này, chỉ thấy sức mạnh ngũ hành bỗng nhiên nổi lên, kim mộc thủy hỏa thổ so với chân thân ngũ hành bổn nguyên của Vương Lâm không kém chút nào. Vì thế một chỉ này có thể nói giống như là đoạt tạo hóa của thiên địa, đủ để giết chết một đại thiên tôn. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rút lại. Sự hùng mạnh của cổ đạo hắn đã sớm chuẩn bị trong tâm lý, mặc dù một chỉ tùy ý này cũng có thể đánh chết một đại thiên tôn, nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Cổ, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thủy chung chắp tay trái ở sau lưng, có một khí chất không nói nên lời tồn tại. Hai chân hắn chưa hề động đậy, ngay khi một chỉ này tới gần, hắn giơ tay phải lên hướng về một chỉ hư ảo kia bỗng nhiên điểm tới. Động tác của hắn cũng rất tùy ý, từ xa nhìn lại, cảnh tượng này như có chút không đối xứng. Một chỉ hư ảo của cổ đạo kia cực kỳ khổng lồ, thoạt nhìn như có thể phá nát toàn thân Vương Lâm. Mà một chỉ đối kháng lại của Vương Lâm so sánh với nó thật chênh lệch quá lớn. Nhưng ngay khi Vương Lâm vươn ngón tay ra, vô số những sợi tơ quy tắc hiện ra trong thiên địa nhất tề chấn động. Sự chấn động của những sợi tơ này người ngoài không nhìn thấy, nhưng trong mắt của cổ đạo cũng có thể phát hiện rõ ràng. Chỉ thấy vô số những sợi tơ nhỏ kia trong khi chấn động, bất ngờ vỡ vụn ra, toàn bộ tan vỡ ở giữa thiên địa này. Khiến cho trong nháy mắt thiên địa không còn một sợi tơ quy tắc nào nữa, khiến cho bốn phía, giờ phút này đã trở thành một không gian không tồn tại quy tắc. Một chỉ này hạ xuống, va chạm với một chỉ hư ảo của cổ đạo kia. Thiên địa ầm vang. Một tiếng nổ đủ để át đi tiếng gào thét của cơn lốc nước biển kia bỗng nhiên vang lên, đinh tai nhức óc, hướng về bốn phía âm ầm khuếch tán ra. Vương Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lùi lại phía sau ba bước, ngẩng mạnh đầu. Chỉ thấy một chỉ hư ảo của cổ đạo kia dừng lại, ở bên trong có một luồng hắc khí tiết ra, khiến cho một chỉ này ầm một tiếng vỡ thành từng mảnh, toàn bộ thần thông ở bên trong hoàn toàn vỡ nát. Ngay khi ngón tay hư ảo kia tan nát, thân ảnh cổ đạo bên trong con vụ thú chín đầu do sương mù nồng đậm hóa thành ở đằng sau cũng chấn động, lùi lại phía sau ba bước. Một kích thăm dò của hai người này không ngờ bất phân thắng bại. Ngay khi hư ảnh của cổ đạo trong đám sương mù lùi lại, Vương Lâm ngẩng đầu, thân thể nhoáng lên, bất ngờ bước tới mấy bước. Hắn giơ tay phải lên, ngay khi nguyên thần trong cơ thể vận chuyển tràn ngập toàn thân. Chỉ thấy ở trên tay phải của hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều làn khói màu xanh. Những làn khói này lượn quanh năm ngón tay của hắn, nhanh chóng hóa thành những vòng khói màu xanh. Một cảm giác nóng đến cực điểm từ trên tay Vương Lâm đột nhiên tràn ra. Bát cực đạo, hai mắt của thân ảnh cổ đạo bên trong vụ thú chín đầu sững lại. Cực thủy đạo, cực kim đạo, cực mộc đạo, cực thổ đạo. Ở trên tay phải Vương Lâm, năm loại sức mạnh kim mộc thủy hỏa thổ bỗng nhiên hiện ra, bất ngờ tạo thành thần thông bát cực đạo của tiên tổ. Mặc dù Vương Lâm vẫn còn chưa học được toàn bộ bát cực đạo, nhưng với trình độ đã bước được nửa bước vào cảnh giới đạp thiên như hắn hiện giờ, so với tiên tổ cũng không kém nhiều. Vì thế, bát cực đạo từ trong tay hắn thi triển ra đã đạt tới một trình độ gần như tiên tổ. Vô số vòng khói sáng bất ngờ hiện ra ở trước người Vương Lâm. Theo tay phải hắn đánh một đòn vào hư không, những vòng sáng kia lập tức đồng loạt lóe lên, lao thẳng tới vụ thú chín đầu kia. Chỉ là ngũ cực đạo,
Chỉ thần thông này thôi nhưng cũng không đo đếm được uy lực kinh thiên của nó. Khi Vương Lâm bước lên Đạp Thiên Kiều lần thứ hai, qua cây cầu thứ năm kia nhìn thì có vẻ rất nhanh, nhưng thực tế cũng đã trải qua vô số năm, đã giác ngộ được tam cực cuối cùng thuộc về chính mình. Cực địa đảo, Vương Lâm đi về phía vụ thú chín đầu, thần sắc ung dung, giống như một nhất đại tông sư. Tay phải hắn tung một quyền xuống mặt đất, chỉ thấy bồn địa khổng lồ tạo thành do nước biển bay lên lúc này ầm ầm chấn động, sụp đổ rất nhiều. Một luồng địa khí phun ra, địa khí này rất bẩn, tràn ngập bốn phía, nhất là ở trong đó tràn ngập rất nhiều âm khí tử vong. Đó là do những sinh linh chết đi ở trong nước biển qua vô số năm biến thành. Địa khí tràn ngập thiên địa, bất ngờ hình thành một vòng sáng màu xám khổng lồ. Vòng sáng này chỉ có một, xuất hiện ở trên mặt đất, nhanh chóng bay lên trên, trong lúc bay đi không ngừng co lại, bộc phát ra một uy lực kinh thiên. Đồng tử trong hai mắt cổ đạo bên trong vụ thú chín đầu kia co rút lại, hiển nhiên đối với sự hùng mạnh của Vương Lâm cùng với thần thông mà hắn thi triển cho dù là hắn cũng phải ngưng trọng. Rốt cuộc hắn đã đi qua được mấy đạp thiên kiều. Ánh mắt cổ đạo lóe lên, lúc này không nghĩ ngợi, giơ tay phải lên bấm quyết chỉ vào hư không. Lập tức vụ thú chín đầu bên ngoài thân thể hắn ngửa mặt lên trời giống lên, tạo nên vô số gợn sóng khuếch tán ra. Còn có chín đạo hào quang khác nhau bất ngờ từ trên chín cái đầu này phát ra. Cực thiên đạo. Trong lúc bước về phía trước, Vương Lâm bình tĩnh mở miệng, giơ tay phải chỉ lên bầu trời. Chỉ thấy bầu trời u ám kia bất ngờ như muốn sụp đổ, từng trận hào quang chói mắt lóe lên. Một chỉ của Vương Lâm hóa thành trưởng, hướng lên bầu trời túm mạnh một cái. Một chảo này như nắm lấy toàn bộ ánh sáng của bầu trời. Một chảo này hạ xuống khiến cho bầu trời u ám kia trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Cùng lúc đó, ở dưới bầu trời này xuất hiện một vòng sáng giống như là một mặt trời. Vòng sáng này hướng về phía vụ thú chín đầu kia nhanh chóng lao tới. Bát cực đạo của riêng Vương Lâm hiện giờ ngoài một đạo cuối cùng thì toàn bộ đều đã hoàn thành. Kim mộc thủy hỏa thổ, còn thêm hai cực thiên địa, hóa thành vô số vòng sáng hướng về phía vụ thú kia. Vụ thú chín đầu kia gào thét, ánh sáng chín màu lóe lên, bất ngờ ở xung quanh nó hóa thành một cầu vòng chín màu, không ngừng lượn quanh. Hào quang chín màu này tản ra, bỗng nhiên đối kháng với thần thông bát cực đạo của Vương Lâm. Ngay sau đó, cổ đạo bên trong đám sương mù duỗi mạnh hai tay ra. Trong nháy mắt, ở xung quanh vụ thú chín đầu lập tức có mấy trăm quả cầu xương bỗng nhiên xuất hiện. Trong một mỗi quả cầu xương đều ẩn chứa lực lượng đủ để giết chết một dược thiên tôn. Thậm chí ngay cả đại thiên tôn đối mặt với mấy trăm quả cầu xương này cũng phải kinh hãi. Ngay khi mấy trăm quả cầu xương này xuất hiện, chúng bất ngờ tan vỡ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này hóa thành hàng ngàn hàng vạn. Vô cùng dày đặc lơ lửng ở bốn phía, cùng với hào quang của vụ thú chín đầu và cầu vồng chín màu ở bên cạnh đối kháng với bát cực đạo của Vương Lâm. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa, chấn động toàn bộ không trung trên bổn địa mênh mông. Chỉ thấy sau khi ngũ hành cực đạo kia tan nát, vòng sáng do cực thiên đạo và cực địa đạo biến thành xuyên thấu từng tầng chướng ngại, đánh lên thân thể của vụ thú kia. Vụ thú kia phát ra tiếng thét thê lương, thân thể khổng lồ run lên. Thân ảnh Vương Lâm bỗng nhiên xuất hiện, sau khi thi triển bát cực đạo vừa rồi, hắn không chút chần chừ. Tốc thần mạch trong cơ thể toàn lực vận chuyển, khiến cho tốc độ của hắn trong nháy mắt bạo tăng vô số lần, bước tới một bước, biến mất tăm. Lúc xuất hiện, Vương Lâm không tạo ra một tiếng động nào, nắm tay phải lại, đánh ra một quyền thiên địa ầm vang. Một hư ảnh nắm tay rất lớn lao thẳng tới thân thể vụ thú kia. Sau khi đánh ra một quyền, Vương Lâm cũng không nhìn kết quả, mà thân thể nhoáng lên một cái, lại biến mất. Khi xuất hiện, hắn đã ở đằng sau cổ đạo bên trong sương mù, cũng hung hăng đánh tới một quyền. Ngay khi một quyền này đánh xuống, cổ đạo xoay mạnh người, ầm một tiếng, thân thể Vương Lâm lảo đảo, bắn ra khỏi đằng sau thân thể vụ thú. Nhưng cổ đạo cũng kêu lên một tiếng đau đớn, tay áo của hắn bốc lên khói xám. Một quyền này của Vương Lâm cũng không dễ dàng triệt tiêu. Từ lúc cổ đạo ra tay, hắn đã tiến hành tính toán một lượt,
một quyền này chính là có mục đích của hắn. Chỉ thấy một quyền kia ầm ầm xuất ra, lại cùng với một quyền mà hắn đánh ra lúc trước ở trước người Vũ Thú, lấy Vũ Thú làm trung tâm, va chạm lẫn nhau, bộc phát ra một sức mạnh kinh thiên. Trong tiếng ầm ầm, chúng như hợp thành một cơn cuồng phong quét ra, xé rách thân thể của Vũ Thú này. Nhưng dù sao Cổ Đạo cũng là người mạnh nhất tiên cương, gần như ngay khi Vương Lâm bị hắn vung tay áo cuốn đi, chỉ thấy hơn một vạn quả cầu xương di chuyển xung quanh Vũ Thú nhất tề lao thẳng tới Vương Lâm, không ngừng đánh lên thân thể hắn. Vương Lâm cũng không thể nào né tránh, bị toàn bộ những quả cầu xương này đánh lên người. Một quả cầu xương có thể đánh chết Dược Thiên Tôn, hơn một vạn quả cầu xương đồng thời nổ tung, tạo nên một lực lượng đủ để hủy diệt thiên địa. Ngay khi hơn một vạn quả cầu xương này đánh tới, hai mắt Vương Lâm bỗng nhiên nhắm lại, tay phải hắn điểm mạnh lên mi tâm. Cực mệnh đạo, hai mắt Vương Lâm đột nhiên mở ra, lộ ra hai đạo hào quang quỷ dị, u quang từ trong mắt hắn lan ra. Ở phía trước người hắn hóa thành một vòng sáng u ám, lập tức vờn quanh bốn phía, tạo thành một tầng phòng hộ. Tiếng ầm ầm như có hàng trăm vạn thiên lôi đồng thời nổ vang, chấn động cả bổn địa mênh mông này, còn khuếch tán về phía tiên tộc và cổ tộc. Thậm chí cơn sóng âm này trong khi khuếch tán ra còn dẫn động cả quy tắc của thiên địa, khiến cho toàn bộ tiên cương đại lục ở tất cả mọi nơi phong vân đều biến sắc. Đạo Nhất Tông, Đế Sơn ở Tổ Thành, Tử Dương Tông, còn có vùng đất toàn băng tuyết ở Bắc Châu, bốn đại thiên tôn của tiên tộc trừ Liên Đạo Phi đang ở những nơi này lúc này đều chấn động tâm thần. Cảm nhận được sự biến hóa của thiên địa, cảm nhận được sự va chạm của hai luồng khí tức kinh thiên từ bổn địa mênh mông kia truyền tới. Cổ Đạo ra tay, trong đó một người là Cổ Đạo. Còn người kia rất quen thuộc, Cổ Đạo giao chiến với người khác mới có thể sinh ra cảnh tượng như vậy. Khí tức giao chiến với Cổ Đạo này là Vương Lâm. Bốn đạo cầu vồng từ trên vùng đất của tiên tộc nhất tề bay lên, lao thẳng tới bổn địa mênh mông. Cùng lúc đó, trên vùng đất của cổ tộc, Huyền La, Tống Thiên, còn có đại thiên tôn của cực cổ nhất mạch vẫn rất thần bí kia đều phát hiện và cảm nhận được sự chấn động của mặt đất, cảm nhận được sự biến hóa của bầu trời. Ba người không cần nghĩ ngợi, toàn bộ bay lên trời, hướng về phía vùng bình nguyên mênh mông nhanh chóng lao tới. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 2062, Đạp Thiên Nhất Bộ. Hầu như toàn bộ đại thiên tôn của Tiên Cương Đại Lục đều bị kinh động, giờ phút này hóa thành cầu vồng bay tới, từ những địa phương bất đồng lao thẳng lên bầu trời, bay về phía vùng bình nguyên kia. Ở cổ tộc có ba đạo cầu vồng gạo thét lao đi, tốc độ cực nhanh. Ở tiên tộc có bốn người im lặng không nói nhanh chóng bay đi. Chẳng qua với tốc độ của bọn họ muốn đi tới địa phương giao chiến thì dù có triển khai toàn lực có lẽ cũng phải mất thời gian nửa tháng. Dù sao tiên cương đại lục thật sự rất lớn mà bọn họ không có tu vi như Cổ Đạo và Vương Lâm. Tại trung tâm của vùng bình nguyên mênh mông kia, cơn lốc biển cuốn động lan tới, tiếng ầm vang truyền khắp thiên địa. Gần vạn vụ cầu tràn ngập quanh thân thể Vương Lâm nổ tung. Sau khi tất cả vụ cầu tiêu tán, khóe miệng Vương Lâm tràn ra máu tươi, thân thể bỗng nhiên lui lại phía sau. Liên tiếp lui lại mấy trăm trượng, lại phun máu tươi một lần nữa, tầng sáng sẫm quanh thân thể cũng sụp đổ. Còn về phía Cổ Đạo, Vũ Thú bên ngoài thân thể chia năm xẻ bảy, phát ra tiếng giống thê lương, thân thể tiêu tán, khiến sương mù quanh thân thể Cổ Đạo Đại Thiên Tôn nhanh chóng giảm đi, dần dần biến mất hoàn toàn. Sau khi sương mù hoàn toàn biến mất, hình dáng thần bí của hắn cũng dần dần hiện rõ ra. Ngươi vì thấy rõ tướng mạo ta mà không tiếc bị thương. Ở cách Vương Lâm mấy trăm trượng, Cổ Đạo chậm rãi mở miệng, sương mù bên ngoài thân thể đã mỏng manh, chỉ còn lại một số ít sương mù còn bao phủ, miễn cưỡng lộ ra dung mạo hắn. Người muốn xem vậy thì xem đi. Trong vô số năm người là người đầu tiên nhìn thấy dung mạo ta. Thân thể Cổ Đạo gầy gò, mặc thanh bào, tay phải không có tay, mái tóc màu xám. Hắn nhìn Vương Lâm, sương mù trên khuôn mặt dần tán đi hoàn toàn.
Vương Lâm ở bên ngoài mấy trăm trượng cũng nhìn đối phương. Trong nháy mắt khi sương mù trên mặt đối phương tán đi toàn bộ, hắn rốt cục cũng thấy được tướng mạo của Cổ Đạo Đại Thiên Tôn. Sau khi thấy rõ, hắn không lộ ra vẻ ngạc nhiên chút nào mà thở dài. Quả nhiên là ngươi, Cổ Đạo trầm mặc, ta nên gọi ngươi là Cổ Tổ hay là Cổ Đạo? Vương Lâm nhìn khuôn mặt quen thuộc, chậm rãi nói. Tướng mạo của Cổ Đạo bất ngờ giống hệt pho tượng Cổ Tổ trong ba hoàng thành cổ tộc. Cũng có thể nói tướng mạo của ngươi đã phản ngươi. Pho tượng trong hoàng thành hoàn toàn khắc theo hình dáng ngươi. Vương Lâm nhìn Cổ Đạo, dáng vẻ đối phương mang theo vẻ tang thương. Ta là Cổ Đạo, cũng là Cổ Tổ. Khuôn mặt Cổ Đạo lộ vẻ buồn bã, chậm rãi nói. Ta có được một phần ký ức và ý chí của Cổ Tổ. Bảo vệ cổ tộc, bảo vệ hậu nhân của hoàng tộc. Tướng mạo của ta cũng sau khi hấp thu bộ phận ký ức và ý chí này mà thay đổi từ từ biến thành thế này. Giọng nói của Cổ Đạo âm trầm. Khoảng cách lớn nhất mà ngươi có thể đi có lẽ là ở đây rồi. Nghe đồn ngươi đánh chết đại thiên tôn của tiên tộc trên mặt đất tiên tộc, sợ rằng cũng là nhầm lẫn. Hẳn là khi tiên tộc xâm lấn, vượt qua giới tuyến tại trung tâm của biển rộng này ngươi mới đánh chết được. Vương Lâm đã hiểu rõ hơn rất nhiều. Nhiều chuyện vốn khó hiểu lúc này từ từ đã có đáp án. Hắn mãi vẫn không giải thích được. Với tu vi của Cổ Đạo thì hoàn toàn có thể hủy diệt tiên tộc, khiến tiên cương đại lục từ nay về sau vô tiên. Nhưng vô số năm qua tiên tộc vẫn luôn tồn tại. Đạt được ký ức và ý chí của Cổ Tổ xong, hẳn là ngươi đồng thời có được cơ duyên cũng bị một số hạn chế. Vương Lâm nhìn đối phương, than nhẹ một tiếng. Khi hoàn toàn thay đổi, ta cũng cảm nhận được sự hạn chế. Ta không thể đi quá xa mặt đất của cổ tộc. Một khi đi quá xa, toàn bộ tu vi của ta cũng tan biến. Thần sắc Cổ Đạo bình tĩnh, không có vẻ bất đắc dĩ, không có vẻ khổ sở. Tại sao lại muốn ngăn cản ta rời đi? Vương Lâm lại hỏi tới vấn đề này. Ta sau khi đạt được ký ức của Cổ Tổ, vô số năm qua tự mình cảm nhận được một chuyện. Một số, ta không thể giải thích, không thể tin nhưng lại rất chân thật. Cổ Đạo than khẽ. Hắn nhìn bốn phía, nhìn mặt đất nơi này, nhìn về hướng cổ tộc. Có lẽ là thật, có lẽ chỉ là ảo giác của ta. Cổ Đạo lắc đầu. Hắn không trả lời vấn đề này của Vương Lâm mà sau khi thì thào, hai mắt lộ vẻ quyết đoán. Đánh một trận đi, thắng ta không có lực lượng ngăn cản bước chân ngươi thì ngươi có thể rời đi. Ta có thể cảm nhận được ngươi còn chưa dùng toàn lực. Sau đây ta sẽ không nương tay nữa đâu. Thuật cực mạnh của ta có hai loại, một loại là cổ hóa thiên địa. Trong ký ức của cổ tổ, hắn được sinh ra từ trong hư vô. Hắn vẫn luôn cho rằng hai mắt hắn có thể hóa thành nhật nguyệt, máu hắn có thể hóa thành sông dài biển rộng, xương hắn có thể biến thành núi non. Hai tay hắn che lại sẽ thành bầu trời, thân thể hắn nằm xuống có thể trở thành mặt đất. Bởi vì niềm tin của hắn, bởi vì suy nghĩ của hắn đã dùng lực lượng suốt đời hắn để sáng tạo ra thuật này, cổ hóa thiên địa. Thuật này sau khi ta được truyền thừa cũng chưa bao giờ thi triển ra. Đây là lần đầu tiên. Cổ Đạo nhìn Vương Lâm, chậm rãi nói. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt va chạm với Cổ Đạo. Ta ở trong tổ miếu của Thủy Cổ Hoàng Thành đã từng thấy một thân ảnh. Thân ảnh nọ bước về phía bầu trời. Một bước này khiến ta rung động rất lớn. Cây đạp thiên kiều thứ năm ta đắm chìm trong thế giới luân hồi. Không biết trải qua bao lâu, ngoại trừ cảm ngộ bát cực đạo ra ta còn hiểu được một bước chân này. Ta vốn không thể vượt qua cây cầu thứ năm nhưng dựa vào một bước này mà lại hoàn thành được. Một bước này ta gọi là đạp thiên nhất bộ. Vương Lâm vừa nói, hai mắt cũng lộ ra vẻ quyết đoán. Trận chiến này đã không thể tránh, vậy thì Vương Lâm rốt cục phải đánh một trận. Nếu ngươi có thể tiếp được thuật này thì ngươi có tư cách chứng kiến một thức đạo thiên mà ta nghiên cứu qua vô số năm mới thành. Sau khi nghe thấy Vương Lâm đã vượt qua đạp thiên kiểu thứ năm, Cổ Đạo trầm mặc trong chốc lát, mở miệng vung tay phải lên, phất về phía bầu trời. Một cái phất tay này lập tức khiến phía sau hắn xuất hiện vô số ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này đột nhiên hiện ra, ngưng tụ lại trong nháy mắt.
ngay phía sau cổ đạo liền ngưng tụ ra một thân ảnh ánh sáng lớn. Thân ảnh này toàn bị ánh sáng bao phủ, không nhìn rõ hình dáng, nhưng sau khi xuất hiện liền mở miệng, hút mạnh một hơi. Một cái hút này khiến thiên địa âm vang. Chỉ thấy lực lượng thiên địa từ bốn phương tám hướng ầm ầm cuốn tới, phạm vi nhanh chóng mở rộng ra, chỉ trong chớp mắt đã bao trùm 10 vạn, trăm vạn, thậm chí là phạm vi lớn hơn, thậm chí là cả vùng bình nguyên mênh mông này cũng bị bao phủ trong đó. Lực lượng thiên địa mênh mông ầm ầm cuốn tới, bị thân ảnh này hấp thu, phạm vi lại tiếp tục lan tràn ra, vượt qua cả vùng đất này, sau đó ầm ầm tràn về phía tiên tộc và cổ tộc. Sau khi tới gần khu vực biển rộng mênh mông của tiên tộc, bốn đạo cầu vồng do đám người Cửu Đế Đại Thiên Tôn hình thành bỗng nhiên sững lại. Đều khiếp sợ nhìn về phía xa xa, có cảm giác như hồn phi phách tán. Chuyện tương tự cũng phát sinh tại mặt đất cổ tộc với ba người Tống Thiên. Vừa xuất hiện, bọn họ lập tức cảm nhận được luồng lực hút kinh người từ trên biển rộng mênh mông, cảm nhận được thiên địa bốn phía như bị cuốn đi, tiến thăng tới vị trí xa xôi kia. Tại trung tâm của biển rộng mênh mông, thân ảnh ánh sáng nọ cắn nuốt lực lượng thiên địa, thân hình bành trướng với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã hóa thành cao mấy trượng, vẫn còn tiếp tục phát triển. Một lát sau, Vương Lâm ngẩng đầu đã không còn nhìn thấy nửa trên của thân ảnh này, hắn chỉ có thể nhìn thấy hai chân của hắn. Vương Lâm hít sâu một hơi, hắn không biết cuối cùng thân ảnh ánh sáng này có thể cao tới bao nhiêu. Nhưng hắn có thể tưởng tượng ra nếu giờ phút này từ bên ngoài Tiên Cương Đại Lục nhìn lại thì nhất định có thể thấy một người khổng lồ đứng trên Tiên Cương Đại Lục. Đội trời đạp đất, cổ tổ. Vương Lâm nhìn thân ảnh còn đang bành trướng kia. Hắn không biết thân ảnh này cuối cùng sẽ lớn tới mức nào. Có lẽ sẽ bao trùm trời đất, có thể so với một vùng tinh vực. Cho tới khi lực lượng trong thiên địa bị cuốn tới đây toàn bộ thì thân ảnh này mới từ từ dừng bành trướng. Nhưng cho dù dừng lại thì thân thể khổng lồ này cũng có thể mang lại cho Vương Lâm một luồng uy áp khó có thể hình dung nổi. Cổ hóa thiên địa, Vương Lâm nhìn bầu trời, trong khi trầm mặc thần thức bỗng nhiên khuếch tán ra toàn bộ. Vừa khuếch tán ra, hắn liền cảm nhận được một hình ảnh kỳ dị. Thân ảnh khổng lồ này mở hai mắt. Một mắt trở thành mặt trời sáng ngời trên bầu trời, một mắt trở thành mặt trăng. Mà máu dần dần chảy ra ngoài thân thể, hình thành sông ngòi hải dương trên mặt đất. Hai tay hắn giơ lên che lại, bất ngờ hóa thành bầu trời xanh thẳm. Thân hình hắn ầm ầm đổ xuống, trở thành mặt đất, xương cốt hóa thành từng dãy núi dài. Vương Lâm cảm nhận được cảnh tượng này, hai mắt đột nhiên đau đớn, mơ hồ chảy máu. Hình như có một luồng lực lượng lớn lao muốn lôi hai mắt của hắn ra, dùng một mắt làm mặt trời, một mắt làm mặt trăng. Hai tay hắn run rẩy, giống như bị lực lượng này dẫn dắt, muốn giơ lên hóa thành bầu trời. Thân thể hắn dưới luồng lực lượng kỳ dị này giống như muốn trở thành mặt đất. Đây là một loại tín thuật. Một loại tín thuật mãnh liệt tới cực hạn, có thể thay đổi thế giới, thay đổi thời gian và không gian. Hễ là người bị tín niệm bao phủ đều trở thành một trong những tín niệm kỳ dị của thuật này. Trong luồng tín niệm này, Vương Lâm hít sâu một hơi, hai mắt dần dần bình tĩnh lại, không muốn vội phá vỡ thuật này mà nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên hình ảnh thân ảnh ôm thi thể kia, đứng trên đỉnh ngọn núi tuyết bảy màu, ngửa mặt lên trời gầm giống thê lương. Thân ảnh hướng về phía bầu trời bước từng bước một. Một bước này không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Sau không biết bao nhiêu lần, chân phải Vương Lâm chậm rãi giơ lên, hướng về phía bầu trời của thế giới do tín niệm cổ tổ sáng tạo ra này, bước một bước. Một bước này Vương Lâm cảm thấy có một loại ảo giác, mình chính là thân ảnh kia. Bản thân đang ôm thi thể kia ngửa mặt lên trời gầm thét thê lương. Một cảm giác bi thương không cách nào hình dung nổi nảy sinh trong lòng hắn. Cảm giác bi thương này đau đớn như bóp nát trái tim hắn. Hắn giống như quên bản thân đang đấu pháp với cổ đạo, quên đi chuyện phải trở lại động phủ giới. Ý niệm duy nhất tồn tại trong đầu hắn hiện giờ lại đau thương vô tận, tuyệt vọng và phẫn nộ. Luồng phẫn nộ này khiến một bước này của Vương Lâm bỗng nhiên hạ xuống, đạp thiên nhất bộ.
Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 2063, toàn bộ cửu khúc tam tướng. Một bước này hạ xuống, phẫn nộ trong lòng Vương Lâm như được tiết ra theo chân phải hắn, bỗng nhiên ầm vang thiên địa. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt này giống như đạt tới một cảnh giới không cách nào hình dung nổi. Một bước kia đạp thiên mà đi, toàn bộ thế giới giống như nằm dưới chân hắn, chúng sinh toàn bộ đều ở dưới chân hắn. Quy tắc cũng tốt, pháp tắc cũng tốt, tất cả trong một bước này đều tan thành mây khói. Toàn bộ bầu trời lúc này xuất hiện vô số khe nứt, ầm ầm sụp đổ, vô số mảnh vỡ bị cuốn ngược lại, khiến cho thiên không không còn nữa. Trời sụp, khi Vương Lâm dẫm chân phải xuống rồi ngẩng đầu lên, núi lỡ. Nhật nguyệt tiêu tán, sông dài biển rộng tan rã, mặt đất và bầu trời, cả thế giới do cổ hóa thiên địa tạo thành ầm. Ầm sụp đổ, thân thể cổ đạo run lên, phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lui lại hơn trăm trượng, lúc này mới dừng lại được, sắc mặt lần đầu tiên tái nhợt. Đạp thiên cảnh, đây hoàn toàn là đạp thiên cảnh. Thần sắc của hắn lộ vẻ khiếp sợ, nhìn lại một bước vừa rồi của Vương Lâm. Trên người đối phương, hắn cảm nhận được một luồng lực lượng đáng sợ như vừa thức tỉnh. Vương Lâm dừng ở trong thiên địa, giống như tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Hắn nhắm hai mắt, hồi lâu sau mới chậm rãi mở ra, trong mắt vẫn lưu lại vẻ đau thương. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đã khôi phục lại bình thường, rất lâu, rất lâu. Người đã đi qua mấy cây cầu, cổ đạo sau một nén nhang mới nhìn Vương Lâm đầy phức tạp, chậm rãi nói. Bảy cây, cây thứ tám thất bại. Vương Lâm nhắm mắt lại, giống như muốn lưu lại đau thương, không cho tán đi. Bảy cây cầu, cổ đạo cười khổ. Hắn nhìn thật sâu Vương Lâm. Một bước kia hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ý niệm đạp thiên. Loại ý niệm này là biểu hiện của tín niệm cực hạn. Với tu vi của hắn ngày hôm nay cũng không thể xuất ra một bước kia. Ta có lẽ thật sự không có cách nào lưu ngươi lại. Cổ đạo thở dài, vẻ phức tạp trong hai mắt biến thành kiên định, nói từng lời một, nhưng ta cũng không cách nào bỏ cuộc như vậy. Ta dùng thời gian suốt đời để nghĩ ra một thức đạp thiên. Ta đặt tên thuật này là đạp thiên bởi vì thuật này là tín niệm của cả đời cổ đạo ta biến thành. Ta có lẽ không cường đại như cổ tổ, nhưng tín niệm của ta bất đồng với hắn. Tín niệm của hắn là hóa thành thiên địa, cũng bởi tín niệm này tồn tại cho nên ta không thể rời khỏi mặt đất của cổ tộc quá xa. Có lẽ trong suy nghĩ của cổ tổ, phạm vi của tiên tộc kia không phải do hắn biến thành, là địa phương đáng căm hận. Mà tín niệm của ta lại là khiến thiên địa không thể ngăn được tầm mắt của ta, để cho thiên địa này không thể cản được thân thể ta, để cho nhật nguyệt thương khung, cho cả tiên cương đại lục này không thể mê hoặc tâm ta. Một thức đạp thiên này là dùng tâm ta làm đạo, lấy đạo đạp thiên, dùng thiên làm thang, đạp thiên nhìn xuống. Cổ đạo vừa nói, hai tay vừa giơ lên, vung về phía bầu trời. Bầu trời âm vang, xuất hiện một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy này bao phủ toàn bộ bình nguyên rộng lớn, giống như tới ngày tận thế. Tay phải cổ đạo vung lên, bỗng nhiên điểm về phía Vương Lâm. Ngươi là thiên. Giọng nói của cổ đạo âm vang giống như lôi đình gào thét, cũng lộ ra một luồng tín niệm lớn lao. Một chỉ của hắn điểm tới, bốn phía Vương Lâm xuất hiện rất nhiều gợn sóng. Hắn hình như nhận thấy, ngẩng phắt đầu. Chỉ thấy bên trong dòng xoáy trên bầu trời thình lình có một bàn chân khổng lồ biến ảo ra, hướng về phía hắn dẫm mạnh một cái. Sau 200 năm, Vương Lâm lại một lần nữa cảm nhận được nguy cơ sinh, tử mãnh liệt. Những người đạt tới đạp thiên cảnh đều có lực lượng vô thượng. Vương Lâm có thể từ thân ảnh quen thuộc kia hiểu ra đạp thiên nhất bộ thì cổ đạo cũng có thể dựa vào tài trí kinh người và tín niệm vài vạn năm để cảm ngộ ra một thức thần thông thuộc về cổ đạo, một thức đạp thiên này. Chúng sinh đều muốn đạp thiên mà đi, không tin không sợ. Vào giờ khắc này, câu nói trên đạp thiên kiều thứ 8 lại một lần nữa hiện lên trong đầu Vương Lâm. Giờ phút này hắn nhìn cổ đạo, trong đầu không khỏi hiện lên câu nói kia. Hắn bỗng nhiên hiểu ra, thế gian này người cũng tốt, thú cũng thế,
dù là tồn tại linh hồn cũng đều có ý muốn đạp thiên. Như hắn năm đó ở trong động phủ giới trả lời Lý Thiền Mai ba vấn đề, thiên địa là một vòng tròn, mà ngoài vòng tròn đó còn có vòng tròn khác. Có rất ít người sinh ra lại vô tâm. Chúng sinh trên thế gian này đều có những ý niệm giống nhau, tồn tại một loại khát vọng tự do, một suy nghĩ không muốn bị câu thúc, pháp tắc của. Thế gian này là những vòng tròn lớn, nghèo khó, phú quý, trung dung đều là một đám vòng tròn. Tu trần giới mạnh được yếu thua cũng là một vòng tròn. Toàn bộ thiên địa này cũng là một nhà lao hình tròn. Cả mưa gió trên trời, sao sáng trong tinh không cũng là những vòng tròn mà thôi. Đi ra khỏi cái vòng này lại thấy rất nhiều vòng khác. Cho tới khi đạp thiên, đạp lên trời đất mây gió, từ bên trong vạn vật chúng sinh đi ra, bước một bước cuối cùng kia, từ đó về sau không bị tiếp tục che mắt, không bị pháp tắc mê hoặc. Đó mới thực sự giống như trong đạo kinh, phụng chỉ tu chân. Vương Lâm lẩm bẩm, nhìn cái chân khổng lồ từ trên bầu trời đạp xuống. Hắn hình như đã minh bạch, đã đốn ngộ rồi. Sinh tử, nhân quả, chân giả. Sinh tử là sợi dây, vô số kiếp này kiếp sau kết nối lại, tạo thành vô số vòng tròn, hợp thành một tấm lưới. Lưới này là nhân quả. Tấm lưới nhân quả này ở bên trong dòng sông luân hồi, tìm kiếm bản thân ta, ở trong dòng sông luân hồi này tồn tại hư ảo và chân thật. Có đôi mắt có thể nhìn thấu chân giả thì mới có thể tung tấm lưới này mà tìm được bản thân. Hư bổn nguyên của ta sau khi chân giả đại thành, ở bên trong Đông Lâm tông kia cảm ngộ ra đạo hư bổn nguyên thứ tư là luân hồi. Chẳng qua sau mấy trăm năm ta vẫn không thể hiểu được luân hồi rốt cục là gì. Cái gì là luân hồi? Ta từng tưởng rằng cai quản kiếp này kiếp sau là một luồng lực lượng pháp tắc. Cho tới khi quốc sư đạo cổ nói cho ta biết rằng chỉ cần đưa Uyển Nhi vào trong thái cổ thần cảnh, thi triển ra lực lượng luân hồi là có thể chính thức phục sinh. Lúc đó ta vẫn chưa hiểu, đến cuối cùng thì cái gì là lực lượng luân hồi? Ta vẫn cho rằng đó là một loại pháp tắc trong thiên địa như trước. Cho tới hôm nay ta rốt cục đã hiểu rõ, luân hồi chính là thiên địa. Dùng tấm lưới nhân quả trong tay ta tung lên trời tìm kiếm bản ngã, tìm được chính mình. Là ý này sao? Trong đầu Vương Lâm ầm vang, tất cả ý niệm đều hiển hiện ra trong nháy mắt, lưu chuyển toàn bộ suy nghĩ của hắn chiếm cứ toàn bộ tâm thần hắn. Trong thời khắc này, hắn đã minh ngộ rồi. Trong cơ thể hắn vốn có tam đại hư bổn nguyên, giờ phút này bất ngờ có thêm một bổn nguyên. Đó chính là luân hồi mà hắn vừa hiểu ra. Hóa ra là như vậy. Vương Lâm trầm mặc, bàn chân khổng lồ trên đỉnh đầu đang dẫm xuống không ngờ còn cách chưa tới trăm trượng. Nhưng vào lúc này, trong tiếng ầm vang, một tiếng động kỳ dị vang vọng khắp thiên địa. Đó là tiếng gió, đó là cổ mạch thương khung khúc, đó là đệ nhất âm trong cửu khúc. Sau đó là âm thanh thứ hai, thứ ba, cho tới thứ chín bỗng nhiên xuất hiện là thiên, địa, phong lôi vũ, tạng. Thân cuối cùng là khúc của huyết mạch. Khúc thương khung vang lên từ trong thân thể Vương Lâm, tràn ngập thiên địa. Bàn chân khổng lồ kia trong cửu khúc này giống như bị làm chậm lại. Khúc nhạc mỹ diệu này không cách nào hình dung nổi. Nó vờn quanh thiên địa, tràn ngập bốn phương tám hướng. Trong khi toàn bộ cửu khúc xuất hiện, trên bầu trời liền xuất hiện nhất tướng, kim thiên, hắc địa. Bầu trời màu vàng kim, mặt đất màu đen giống như hư ảo, không chân thực nhưng lại hiện ra rõ ràng trong mắt Vương Lâm, khiến cho cổ đạo chấn động tâm thần. Sau khi đệ nhất tướng xuất hiện, hai mắt Vương Lâm lộ ra hào quang màu bạc. Hào quang vô tận này chính là đệ nhị tướng. Cửu khúc tam tướng, năm đó Vương Lâm khi gặp cổ đạo lần đầu không phát ra đầy đủ mà còn thiếu một khúc một tướng. Ở trong đạo cổ Hoàng Cung, lần thứ hai xuất hiện, toàn bộ cửu khúc hiện ra nhưng vẫn thiếu một tướng. Lúc này ở trong vùng bình nguyên mênh mông này, tại bức tường do cơn lốc nước biển tạo thành, khi một thức thần thông của cổ đạo Đại Thiên Tôn đánh tới, cửu khúc tam tướng lại xuất hiện lần thứ ba. Chẳng qua lần thứ ba này, cửu khúc mặc dù xuất hiện toàn bộ nhưng đệ tam tướng mãi vẫn không xuất hiện, giống như còn kém một chút, còn thiếu một điểm vậy. Vương Lâm ngẩng đầu, ánh mắt không nhìn về bàn chân khổng lồ đang dẫm xuống kia mà xuyên thấu thuật này,
nhìn về phía hư vô bên ngoài. Lúc này đầu óc hắn minh mẫn, có cảm giác minh ngộ. Hắn biết rõ là mình còn thiếu cái gì. Phần thân trong hư vô toàn bộ tới đây, dung hợp với ta. Hắn thiếu chính là thứ tồn tại giống như cổ tổ và tiên tổ cũng được hư vô sinh ra và tán thành. Ngay lập tức khi lời nói của hắn truyền ra, trong hư vô tràn đầy pháp tắc của tiên cương đại lục, ở bên trong một đài đá rất lớn, có một thân ảnh đang ngồi khoanh chân. Hắn đã ngồi ở đây trong thời gian gần ngàn năm. Giờ phút này hắn như nghe thấy lời kêu gọi, mở bừng hai mắt, trong mắt bộc phát ra ánh sáng sáng ngời. Tướng mạo của hắn giống hệt Vương Lâm, chính là phần thân trong hư vô của Vương Lâm. Trong nháy mắt khi hắn mở mắt ra, đài đá kia bùng nổ, chia năm xẻ bảy, vô số đá vụn bắn ra, giống như vỏ trứng tỏa về tám phương. Thân ảnh kia đứng dậy, đi về phía trước một bước, hoàn toàn biến mất. Trên tiên cương đại lục, trong bình nguyên bao la kia, tưởng nước hơi nghiêng đi. Theo giọng nói của Vương Lâm, trong dòng xoáy xuất hiện bàn chân khổng lồ trên bầu trời, thình lình có một người đi ra. Người này bước tới, trong ánh mắt rung động của cổ đạo, đi tới trước người Vương Lâm, thân thể chồng lên người hắn, dung hợp với nhau. Trong nháy mắt khi dung hợp, Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm thét. Tiếng gầm của hắn kinh thiên động địa, vang vọng thiên địa, dư âm tạo thành biến hóa kỳ dị, hóa thành tiếng khóc nỉ non như của trẻ con. Tiếng khóc này vang vọng trong trời đất, truyền khắp vùng bình nguyên rộng lớn, truyền tới mặt đất của cổ tổ, tới ba hoàng thành của Tam Mạch. Lúc này ba pho tượng cổ tổ đồng thời xuất hiện một khe nứt. Nó truyền tới mặt đất của tiên tộc, pho tượng tiên tổ ở hoàng thành cũng xuất hiện khe nứt. Cả mặt đất của cổ tộc xuất hiện địa khí phun trào, ngưng tụ thành một thân ảnh khổng lồ. Đó là cổ tổ. Mà giờ phút này trên mặt đất của tiên tộc, địa khí cũng tràn ngập, ngưng tụ ra thân ảnh thứ hai trên tiên cương đại lục. Đó là tiên tổ. Hai thân ảnh này người thường không thể nhìn thấy, chỉ có đại thiên tôn mới có thể cảm thụ được. Trong vùng bình nguyên mênh mông giờ phút này bỗng xuất hiện thân ảnh thứ ba. Thân ảnh này đã vượt qua tiên cổ, bay vọt lên. Cửu khúc tam tướng, đệ tam tướng là anh đề, cổ đạo thì thào. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 2064, ước định. Cửu khúc thương khung cất lên, thiên, địa, phong, lôi, tạng, thân. Một khúc cuối cùng là huyết mạch vang vọng. Tam tướng bắt đầu là kim thiên, hắc địa, ngân mục cùng hiện ra, tự khúc phi khúc. Cửu khúc tam tướng đã lưu truyền trong truyền thuyết trên tiên cương đại lục vô số vạn năm. Mà mỗi một truyền thuyết đều nói rằng khi cửu khúc tam tướng đồng thời xuất hiện thì người truyền thừa của tiên tổ hoặc cổ tổ sẽ xuất hiện. Thời khắc này tại tổ thành của tiên tổ, tại ba hoàng thành của cổ tộc, tượng của tiên tổ và cổ tổ đồng thời xuất hiện vết nứt. Lúc này ở trung tâm của vùng bình nguyên mênh mông, khi cơn lốc nước biển nghiêng đi, cổ đạo đại thiên tôn tự mình nhìn thấy cảnh tượng trong truyền thuyết này. Vào lúc này, thân ảnh cự đại do địa khí ngưng tụ thành trên đại địa của cổ tộc đang đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên mặt đất của tiên tộc cũng có thân ảnh khổng lồ do địa khí ngưng tụ huyễn hóa ra. Hai thân ảnh này đều đứng giữa thiên địa. Mà ở giữa hai thân ảnh này lại xuất hiện thân ảnh thứ ba, vừa xuất hiện liền tỏa sáng khắp thương khung. Thân ảnh đó chính là Vương Lâm. Thân ảnh này đúng thực là Vương Lâm. Đây là tồn tại thứ ba ngoài tiên và cổ. Vương Lâm nhắm hai mắt, trong nháy mắt khi dung hợp với phần thân trong hư. Vô, một tia lực lượng tiên cổ dung hợp trong thân thể hắn đã vận chuyển cả trăm năm lúc này tăng tốc. Chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành được một vòng chỉ thiên, liên miên không dứt, tạo thành một lực lượng kỳ dị do tiên cổ dung hợp trong cơ thể hắn. Vương Lâm ẩn ẩn có một cảm giác minh ngộ. Đợi tới khi hư bổn nguyên cũng hoàn toàn xuất hiện chân thân, tiên cổ sẽ dung hợp hoàn mỹ trong cơ thể hắn. Từ đó về sau trên người hắn không có tiên cổ, chỉ có lực lượng thuộc về bản thân hắn. Lúc này hắn đã có đủ khí lực tung lưới vào trong luân hồi, mở ra được bản thân. Hắn không biết trải qua bao lâu, giống như năm tháng vĩnh hằng đã trôi qua, cũng giống như chỉ trong nháy mắt.
Vương Lâm mở hai mắt, phía trên hắn là đạo thiên thuật do thần thông của cổ đạo Đại Thiên Tôn biến thành. Một cước khổng lồ kia giống như mất đi lực lượng trói buộc, ầm ầm hạ xuống. Trong một khắc khi nó hạ xuống còn cách 10 trượng, Vương Lâm than khẽ một tiếng. Sau khi dung hợp với phần thân trong hư vô, cửu khúc tam tướng xuất hiện, tu vi của hắn đã vượt qua tất cả tồn tại trên tiên cương. Dù là tiên tổ, cổ tổ tái thế thì hắn cũng có tư cách đánh một trận. Tiên cương đại lục từ nay về sau ngoài truyền thuyết thuộc về tiên tổ, cổ tổ còn có dấu chân của Vương Lâm hắn. Một thức thần thông này của cổ đạo vào giờ phút này khi Vương Lâm nhìn lại thì mới chỉ ở đạp thiên cảnh mà thôi. Hắn trầm mặc khi một bước chân lớn kia hạ xuống chỉ còn cách 10 trượng, tay phải hắn giơ lên, hướng về phía bàn chân đó điểm một chỉ. Dưới một chỉ này, bàn chân khổng lồ kia ầm ầm chấn động, sụp đổ trước mặt Vương Lâm, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Hình thành một cơn cuồng phong, cuốn những mảnh vỡ này tiêu tán trong thiên địa, tiêu tán trong mắt của cổ đạo Đại Thiên Tôn. Cổ đạo trầm mặc, vẻ tang thương trên mặt thoáng cái càng nhiều hơn, mơ hồ lộ ra một tia uể oải và giải thoát. Ta không thể ngăn được bước chân ngươi, nhưng ta hy vọng vào 300 năm sau khi thái cổ thần cánh mở ra, ngươi có thể từ bên cổ tổ bước vào. Cổ đạo nhìn Vương Lâm, hai tay ôm quyền, hướng về phía Vương Lâm vái sâu một cái. Vương Lâm trầm mặc, hắn nhìn cổ đạo Đại Thiên Tôn, một lát sau liền gật đầu. Cám ơn. Cổ đạo nhắm hai mắt lại, sau khi mở ra một lần nữa liền khôi phục lại bình thường, sương mù bên ngoài cơ thể lại biến ảo ra một lần nữa. Cuối cùng bao phủ cả thân ảnh hắn, cuốn tới tám phương, mang theo thân thể hắn cuồn cuộn lên không, hướng về phía phương hướng của cổ tộc mà bay đi. Vương Lâm nhìn về phương hướng cổ đạo rời đi, cho tới khi trong thiên địa không còn sương mù nữa, cho tới khi tiếng ầm vang bốn phía dần dần tiêu tán, cơn lốc nước biển lại gầm thét. Hắn thu hồi ánh mắt, bước từng bước đi về phía cơn lốc. Xuyên thấu qua cơn lốc này, hắn liền tiến vào bên trong phạm vi của tiên tộc. Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ bước lên mặt đất của tiên tộc. Một trận chiến này sau khi hai người rời đi liền tan thành mây khói, cổ đạo thua. Cường giả mạnh nhất tiên cương đại lục từ nay về sau không còn thuộc về cổ đạo mà đã là Vương Lâm. Chẳng qua trận chiến này trừ mấy đại thiên tôn đang lao tới hơi phát hiện ra thì những người còn lại căn bản không hề biết tới. Vào ngày thứ 12 sau khi Vương Lâm rời đi, tại trung tâm của vùng bình nguyên này, bảy đạo cầu vồng từ hai hướng gào thét bay tới, ở bên cạnh bức tường nước này hóa thành bảy người. Bảy người này bất ngờ hóa thành bảy đại thiên tôn của tiên cương đại lục. Bọn họ tất nhiên đều biết nhau, tuy ở hai phe nhưng giờ phút này trong đầu không hề có ý niệm chém giết mà nhìn về nơi này. Sau khi tản ra thần thức quan sát liền trở nên trầm mặc. Đám người cửu đế ở bên trong bức tường nước, không bước ra nửa bước, không đi xuyên qua tới phạm vi của cổ tộc nhưng không ảnh hưởng tới phạm vi quan sát của thần thức bọn họ. Huyền La nhắm hai mắt lại. Trong nháy mắt khi thần thức tàn ra, thân thể hắn chấn động. Trận chiến kinh thiên động địa ở nơi này sau khi kết thúc nhưng vẫn còn có quy tắc thiên địa biến hóa còn tồn tại. Dấu vết chiến đấu này mấy trăm năm cũng không tiêu tan. Tống Thiên thì thào. Hắn cũng cảm nhận được quy tắc thiên địa vỡ vụn kinh người ở nơi này. Còn có Đại Thiên Tôn thần bí của cực cổ nhất mạch. Hắn mang theo một cái mặt nạ, nhìn không thấy vẻ mặt. Chỉ biết đây là một nam tử. Hắn đứng nơi đó, trong mắt hiện lên một tia rung động. Cổ đạo Đại Thiên Tôn giao chiến với người khác, nhưng mặc kệ đó là ai, trận chiến này hiển nhiên là cổ đạo Đại Thiên Tôn chiến thắng. Là Vương Lâm sao? Huyền La mở hai mắt, hắn hơi không dám khẳng định. Ở bên trong bức tường nước, bốn đại thiên tôn đến từ tiên tộc giờ phút này cũng trầm mặc, đều tự thu hồi thần thức, nhìn về chiến trường chống trải nọ. Bọn họ không tưởng tượng nổi ở nơi này nhiều ngày trước đã có một trận chiến như thế nào. Hẳn là không phải hắn đâu. Đạo Nhất trầm mặc. Có thể đánh một trận với cổ đạo, lưu lại chiến trường kinh người như thế. Trận chiến này nếu được thấy tận mắt thì đối với tu vi của ta hẳn sẽ có ích. Cửu Đế than khẽ. Hắn cũng hoài nghi người đánh với cổ đạo một trận rốt cục là ai. Có phải là Vương Lâm hay không? Võ Phong nhìn chiến trường, ánh mắt lộ vẻ phức tạp.
quy tắc thiên địa nơi này tan nát, khí tức rối loạn, không cho người ta thấy rõ toàn bộ, không thể tự mình điều tra được. Trên thực tế, bọn họ sở dĩ tới nơi này ngoài nguyên nhân kinh hãi vì biến hóa của thiên địa do cuộc chiến này ra còn muốn tận mắt nhìn thấy. Nhưng lúc này hiển nhiên là không được rồi. Hai cô bé song từ Đại Thiên Tôn lúc này đã dung hợp, hóa thành một nữ tử xinh đẹp. Nàng thủy chung trầm mặc, chẳng qua dù là nàng thì đối với thân phận người lúc trước giao chiến với cổ đạo cũng có nghi ngờ. Thời gian trôi qua, bảy người này đừng lại ở nơi này một nén nhang, ánh mắt ngưng tụ với nhau, dần dần khiến cho không khí bốn phía mơ hồ có áp lực và sát khí. Ba vị đạo hữu cổ tộc, lão phù có một đề nghị. Trong khi bảy người trầm ngâm nhìn nhau, ánh mắt cửu đế chợt lóe lên, đột nhiên mở miệng. Hắn sau khi nói xong thì ba người Tống Thiên liền lạnh lùng nhìn lại. Chúng ta giao chiến trong thời gian ngắn cũng không có kết quả gì. Mà bốn người chúng ta tuyệt đối không bước sang bên đó, cho nên không cần ra tay vô vị làm gì. Các người tới nơi này vậy thì cũng có ý muốn xem cuộc chiến. Chẳng qua lúc này chiến đấu đã chấm dứt từ lâu. Mà khí tức ở nơi này rối loạn, quy tắc thiên địa vỡ vụn. Dựa theo dự tính của lão phu thì mấy ngày nữa nơi này sẽ có thiên địa sụp đổ, biến thành một vùng tử địa. Tới lúc đó rồi thì trừ phi là hai người giao chiến, nếu không những người còn lại không có khả năng phát hiện ra tình hình cụ thể khi giao chiến nữa. Đến lúc đó thì chúng ta cũng đánh mất cơ hội học hỏi ở nơi này. Lão phu có một thần thông, có tự tin nếu bảy người chúng ta hợp lực thi triển thì có thể tạm thời nghịch chuyển, khôi phục lại trận đánh kinh thiên ở nơi này. Có thể sẽ khiến thần thức chúng ta dung nhập được vào nơi này, giống như bản thân như tận mắt xem được cuộc chiến nọ. Không biết ý ba vị đạo hữu thế nào? Cửu đế chậm rãi nói. Lão phu thầm mong có thể chứng kiến cảnh tượng đó, không có ý gì khác. Ta có thể phát lời thề tín niệm. Cửu đế nói xong, võ phong bên cạnh hắn hơi trầm ngâm, cũng mở miệng nói. Võ mỗ cũng có thể thề. Đạo nhất do dự một chút, nhìn cửu đế và võ phong rồi gật đầu. Còn về song tử, nàng trầm mặc một lát cũng đồng ý với việc này. Ba người Tống Thiên đưa mắt nhìn nhau, trầm ngâm một lúc liền đồng ý. Với thân phận và tu vi của bọn họ, khi nói ra thì lời nói đều đáng tin. Mà ba người bọn họ cũng tự có phương pháp, không lo lắng cửu đế dối trá. Lại qua thời gian nửa nén hương, bảy người sau khi chuẩn bị xong, cửu đế liền xuất ra một ngọc giản, để cho sáu người còn lại nhìn một cái liền đồng thời bắt quyết, triển khai thần thông nọ. Chỉ thấy bảy luồng sáng lóe lên, tầng tầng lớp lớp bao phủ lên chiến trường. Một lát sau, một tiếng ầm vang kinh thiên động địa truyền ra. Bảy người nhìn chằm chằm không chớp mắt. Dần dần, bọn họ thấy trong tầng tầng ánh sáng trên chiến trường xuất hiện hai thân ảnh. Một người là cổ đạo Đại Thiên Tôn không thấy rõ tướng mạo. Một người khác cũng không thấy rõ tướng mạo nhưng khí tức trên người liền lập tức khiến bảy người này nhận ra ngay. Vương Lâm, đúng là hắn. Tâm thần bảy người chấn động. Nhưng cảnh tượng tiếp theo bọn họ chứng kiến lại khiến bọn họ hoàn toàn trợn mắt há mồm, thần sắc hiện lên vẻ không thể tin nổi. Bọn họ thấy thần thông của cổ đạo, thấy đạp thiên nhất bộ của Vương Lâm, thấy một chỉ cuối cùng của Vương Lâm, bước chân khổng lồ kia sụp đổ. Cổ đạo im lặng rời đi. Tướng mạo cổ đạo và những lời nói của Vương Lâm không được bảy người nghe thấy. Nhưng chỉ những hình ảnh này đã đủ khiến bảy người này không thể hô hấp được. Cho tới sau khi hình ảnh kết thúc, bảy người trầm mặc thật lâu. Bọn họ biết từ nay về sau, bầu trời của Tiên Cương Đại Lục đã thay đổi rồi. Đệ nhất cường giả của Tiên Cương Đại Lục không còn là cổ đạo mà là Vương Lâm. Tâm thần đạo nhất run rẩy. Hắn thân là Đại Thiên Tôn nhưng lại sợ hãi. Sự cường đại của Vương Lâm khiến hắn không thể tin nổi, nhưng đồng thời lại vô cùng sợ hãi. Là hắn sao? Trong đầu cửu đế hiện lên hình ảnh 72 sinh linh thiên ngoại 100 năm trước ngửa mặt lên trời gầm thét cầu khẩn, giống như nhìn thấy ánh mắt từ trên trời giáng xuống. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách. Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2065, tìm không được.
Khi đám người Cửu Đế dùng thần thông bí thuật quan sát trận chiến kia thì Vương Lâm đã đi tới mặt đất của tiên tộc ở Bắc Châu. Hắn nhìn thấy vùng đất hơi quen thuộc này, trong lòng có chút cảm khái. Mấy trăm năm trước ta rời đi từ nơi này, đi tới cổ tộc. Hôm nay ta lại tới nơi này. Vương Lâm than khẽ, ánh mắt quét tới. Thần thức của hắn bỗng nhiên khuếch tán ra hướng về phía 72 châu của tiên tộc, bao phủ cả 72 châu. Toàn bộ nơi này đều nằm trong thần thức của Vương Lâm. Theo thần thức lan tỏa ra, trên mặt Vương Lâm dần hiện ra nụ cười. Tu vi của hắn năm xưa không thể dùng phương pháp này mà tìm kiếm những người quen của hắn. Nhưng lúc này thân là đệ nhất nhân của Tiên Cương Đại Lục, hắn lại có thể làm được. Chu Dật và Thanh Sương tu vi đã đề cao rồi. Đan dược kia không biết hắn còn giữ không. Thần thức của Vương Lâm đảo qua, không dừng lại. Đây là... Hả? Nụ cười trên mặt Vương Lâm càng nhiều, giống như nhìn thấy gì đó. Hắn hẳn là Hồng Sam Tử. Sau khi chuyển thế lại vẫn có dáng vẻ đó. Chú Như, đứa nhỏ này không theo con đường tu tiên, sau gần ngàn năm không biết đã chuyển thế bao nhiêu lần rồi. Vương Lâm nhìn về phía xa xa, thần sắc lộ vẻ nhu hòa. Thập Tam, hắn vốn là một người rất ưu tú, tu vi lúc này đã không tầm thường. Xem dáng vẻ của hắn thì giống như rất nhanh sẽ. Đầu to ở động phủ giới là người có thân thế dáng thương, lấy vẻ hung ác để che giấu nội tâm yếu ớt. Hắn ở nơi này vẫn như trước. Đây là thân công hồ, lại trở thành tông chủ một tông. Vương Lâm lộ chút kinh ngạc. Nàng là Hồng Diệp sao? Ấn ký kia không cần mở ra. Thanh Sương, hắn cũng không lựa chọn con đường tu tiên mà giống như phàm nhân chuyển thế mấy lần rồi. Thanh Thủy sư huynh. Hả? Thần sắc Vương Lâm sững lại, cẩn thận nhìn về phía tây. Đó là vị trí hắn cảm nhận được Thanh Thủy. Chẳng qua ấn ký trên người Trúc Lâm Thiên Tôn đã rất mỏng manh, khó có thể tra nổi. Nếu không phải tu vi Vương Lâm lúc này hơn xa năm xưa thì không thể nào phát hiện ra. Nếu toàn bộ ấn ký trên người Thanh Thủy sư huynh tiêu tán thì dù thần thức của ta đảo qua cũng không thể tìm thấy hắn trong vô số người như vậy. Cũng may mà hắn còn một tia ấn ký. Vương Lâm thì thào, thần thức không ngừng tìm kiếm trong 72 châu của tiên tộc. Động tác tương tự hắn cũng đã làm ở cổ tộc, chẳng qua không có chút dấu vết nào. Trong nội tâm của hắn có một hình bóng xinh đẹp, thuộc về một nữ tử tên là Lý Thiến Mai. Không có, thần thức của Vương Lâm đảo qua 72 châu của tiên tộc. Hắn tìm được hầu hết mọi người trừ nàng, hay là không có. Vương Lâm không nhớ rõ mình đã tìm kiếm bao nhiêu lần. Hắn lần lượt tìm lại nhưng kết quả vẫn như trước. Hắn không tìm được ấn ký của Lý Thiến Mai, không tìm được Lý Thiến Mai. Giống như khi ở cổ tộc hắn cũng không tìm được. Sao lại có thể không có? Thiên địa Vương Lâm không thể bình tĩnh nữa. Thân thể hắn đứng trong thiên địa, thần thức ầm ầm toàn lực lan tỏa ra. Lúc này hắn không chỉ bao trùm tiên tộc mà thậm chí cả trời đất mênh mông, cả mặt đất của cổ tộc cũng bị tu vi của hắn bao trùm toàn bộ. Lần lượt tìm kiếm, lần lượt đưa thần thức ra nhưng cuối cùng hắn vẫn không tìm được ấn ký thuộc về Lý Thiến Mai. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, hắn tìm không được. Chẳng lẽ khi chuyển thế, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rồi? Trái tim Vương Lâm đột nhiên đau đớn. Hắn không quên được nữ tử tên gọi Lý Thiến Mai này, vẻ mặt tái nhợt và ánh mắt nhu hòa của nàng. Nàng là vì hắn mới tới Tiên Cương Đại Lục này. Vì hắn nàng mới rời khỏi phụ thân, cổ độc một mình chuyển thế đầu thai, yên lặng chờ đợi nam nhân mà nàng yêu thương sẽ có một ngày tới. Tìm nàng mở trí nhớ cho nàng, không có khả năng. Thần thức của Vương Lâm lại lan tỏa ra một lần nữa. Trong một thời gian ngắn, thần thức của hắn đảo qua từng tấc đất trên Tiên Cương Đại Lục nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Vương Lâm ôm ngực, hắn cảm thấy đau đớn, kinh ngạc nhìn thiên địa, đột nhiên cười ha ha. Chẳng qua tiếng cười nọ lại lộ ra vẻ phẫn nộ đối với trời cao. Ngươi cho ta tìm được hồn của Lý Mộ Uyển nhưng lại khiến ta phải vứt bỏ thân ảnh Lý Thiến Mai. Đây là tạo hóa sao? Đây là thiên ý chiêu ngươi sao? Ta không tin, ta cuối cùng có thể tìm được. Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm thét.
tiếng gầm ầm ầm vang vọng, rất lâu không tiêu tán. Có sư tôn trợ giúp, khi chuyển thế gặp chuyện là việc có rất ít khả năng. Ta lúc này không tìm được nàng thì khả năng lớn nhất có thể là nàng giống như Thanh Thủy sư huynh, đã tự động khôi phục trí nhớ kiếp trước sớm hơn khiến ấn ký kia tiêu tán rồi. Vương Lâm nhắm hai mắt, suy đoán này sau khi hắn phân tích đã có thể xác định. Việc này nhất định là như vậy. Hắn nhắm mắt, giống như mơ hồ có thể nhìn thấy ở một địa phương xa lạ có một nữ tử mặc bạch y đang ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt có nước mắt đang rơi. Nàng sớm đã nhớ lại kiếp trước, chẳng qua lại tránh mặt không gặp. Cũng có thể là nàng không muốn gặp Vương Lâm. Bầu trời dần tối hơn. Vương Lâm đứng giữa không trung, mở hai mắt, trong mắt lộ vẻ bi ai và mờ mịt. Hắn trầm mặc, đi về phía trước, chậm rãi tiêu tán dần trong bóng tối không còn thấy đâu nữa. Ở Vân Đảo Châu phía tây đại lục của tiên tộc, ở phía tây bắc có một tông môn. Tông môn này không lớn, chỉ có thể xem là tiểu tông phái trong Vân Đảo Châu mà thôi. Lúc này là sáng sớm, rất nhiều đệ tử đang thổ nạp. Ở phía hậu sơn của tông môn này, trong một gian mật thất có một nam tử trung niên đang ngồi khoanh chân. Vẻ mặt nam tử trung niên này kiên nghị, cũng ẩn chứa sự lãnh khốc. Hắn mặc hắc y, nhắm hai mắt đang chậm rãi thổ nạp. Từ luồng sóng gợn lan ra từ cơ thể bao phủ bốn phía, tỏa ra tu vi của nam tử này đã đạt đỉnh của bước thứ hai. Khoảng cách tới bước thứ ba chỉ còn một đường chỉ mỏng. Đây là môn nhân tu hành nhanh nhất trong Lô Kim Tông ngàn năm nay. Hắn có danh vọng cực cao trong tông môn. Thời gian ngàn năm nay hắn đã tu luyện tới trình độ này, thậm chí được cả đại trưởng lão của Lô Kim Tông tự mình truyền thụ. Nếu chỉ tu vi cao thâm thì thôi, người này lại càng sát phạt quyết đoán, danh khí ở bên trong Vân Đảo Châu cũng không nhỏ. Thậm chí từng giết cả một tu sĩ bước thứ ba, khiến cho tên tuổi của hắn được rất nhiều tông môn biết tới. Nhất là hắn giết chóc còn quyết đoán hơn cả tu sĩ bước thứ ba. Phàm là những người giao thủ với hắn thì 10 người có 9 người phải mất mạng trong tay hắn. Giết chóc như vậy khiến cho hắn trong Lô Kim Tông này chẳng những trở thành đệ nhất nhân trong đám tiểu bối tại Lô Kim Tông này, mà ngay cả một số trưởng lão tầm thường thấy hắn cũng bị sát khí của hắn khiến phải kinh hãi. Tên của hắn là Vương Thạch, Thạch nghĩa là hòn đá. Hắn là một cô nhi, không biết cha mẹ là ai, được một lão đạo Lô Kim Tông nhặt được, từ nhỏ lớn lên ở đây. Hắn chỉ biết bản thân khi đã tọa thường mơ hồ nhìn thấy một bóng lưng. Bóng lưng này rất cao lớn, khiến hắn cảm thấy quen thuộc và ấm áp. Chẳng qua dù thế nào hắn cũng không thể nhìn rõ tướng mạo của bóng lưng này. Thậm chí có lúc ngay cả bóng lưng này cũng mơ hồ. Tu vi của hắn đề cao, bóng lưng này mới dần dần rõ ràng hơn. Hắn cảm thấy nếu mình đạt được tới bước thứ ba thì có lẽ sẽ có thể thấy rõ hình dáng của thân ảnh đó. Đây là nguyên nhân khiến hắn điên cuồng tu luyện. Vương Thạch. Giờ phút này khi hắn đang đả tọa thì một giọng nói truyền tới từ bên ngoài mật thất. Ngay sau đó một quầng sáng bay vào, tản ra trước người hắn, hóa thành một thân ảnh hư ảo. Thân ảnh này là một lão già. Nam tử mở hai mắt, nhìn về phía lão già nọ, thần sắc cung kính, đứng dậy vái một cái. Tham kiến đại trưởng lão. Người vẫn không chịu gọi ta một tiếng sư tôn sao? Thân ảnh hư ảo nọ nhướng mày. Đệ tử này khiến hắn rất kỳ quái. Hắn năm đó muốn nhận người này làm đệ tử, nhưng đối phương lại trầm mặc, không đồng ý. Việc này làm hắn không thích, nhưng theo thời gian trôi qua, tốc độ tu hành của người này càng lúc càng nhanh. Lúc này mới lại khiến hắn chú ý, cũng không nghĩ tới chuyện bái sư nữa mà tự mình truyền thụ thần thông. Lúc này đã nhiều năm, có tình sư đồ nhưng một tiếng sư tôn vẫn không được Vương Thạch trước mặt này gọi ra. Vương Thạch cũng không biết nguyên nhân. Hắn chỉ luôn cảm thấy sư tôn của mình không phải là người trước mặt này. Nhưng rốt cục là ai thì hắn lại mê man. Thôi, thu thập một chút đi. 3 ngày sau xuống núi, thay mặt ta đi tới Đạo Vân Tông một chuyến, đưa lễ vật cho họ. Thân ảnh hư ảo nọ lắc đầu, dần dần biến mất. Vương Thạch cung kính vâng dạ. Sau khi hư ảnh nọ tiêu tán, trong mắt hắn lại lộ ra một tia mê man. Hắn than khẽ một tiếng, thần sắc lại bị vẻ kiên nghị thay thế. Đang muốn tiếp tục đả tọa thì đột nhiên phía sau hắn truyền tới một tiếng thở dài.
Tiếng thở dài này quá đột ngột, khiến thân thể Vương Thạch bỗng nhiên sững lại nhưng không dám lỗ mãng quay đầu. Hắn biết đối phương đã có thể khiến mình không phát hiện ra mà tới đây, thậm chí ngay cả sư tôn cũng không thể phát hiện thì hiển nhiên tu vi cực kỳ cao thâm. Các hạ là ai? Vương Thạch trầm giọng nói. Nói cho ta biết, tại sao ngươi lại tên là Vương Thạch, ai đặt tên cho ngươi? Phía sau Vương Thạch truyền tới một giọng nói nhu hòa. Giọng nói nọ rơi vào tai Vương Thạch, không biết tại sao lại khiến tâm thần hắn run lên, giống như rất quen thuộc. Giống như có trí nhớ sực thức tỉnh, trong mắt hắn không khỏi hiện lên vẻ mê man, theo tiềm thức mở miệng. Ta là một cô nhi, tên của ta là do bản thân đặt. Ta cảm thấy ta vốn là họ Vương. Phía sau hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt Vương Thạch lóe lên, mượn cơ hội xoay người lại, thấy phía sau lưng mình có một thanh niên mặc bạch y đang đứng. Mái đầu thanh niên này bạc trắng, đang nhu hòa nhìn mình, ánh mắt giống như trưởng bối đang nhìn con cháu vậy. Sau khi nhìn rõ tướng mạo người này, thân thể Vương Thạch run lên, tâm thần ầm vang, trong óc hiện ra bóng lưng trong mộng, dần dần trùng khớp với người này. Ngươi, vẻ mờ mịt trong mắt hắn càng đậm. Vương Lâm than khẽ, tay phải giơ lên điểm vào hư không phía mi tâm đối phương một cái. Một chỉ này khiến tâm thần Vương Thạch chấn động ngập trời. Trong tiếng ầm vang, ký ức liền đột nhiên khôi phục. Sư tôn, thập tam bái kiến sư tôn. Hai mắt nam tử này rơi lệ, không chút do dự quỳ xuống lạy Vương Lâm Trần, cả mặt thần sắc lộ vẻ kích động. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2066, vui sướng và trách nhiệm. Sơn Nhạc Châu, ở phía đông bắc có một dãy núi liên miên không dứt. Ở trong dãy núi này cách quan đạo không xa có một thôn trang như đào viên. Người trong thôn không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm người. Hầu hết là thợ săn sinh sống trong vùng cây cối rậm rạp đầy dã thú này. Nơi này vốn không phải là thôn mà lúc đầu chỉ là nơi nghỉ ngơi của thợ săn mà thôi. Không biết từ năm nào có một quan nhân tị nạn từ kinh thành mang người nhà chạy tới nơi này, từ từ theo thời gian trôi qua khiến nơi này thành dáng vẻ như ngày nay. Ở phía tây của thôn có một gian nhà lá, bên ngoài có một hàng rào vây quanh. Trong nhà có nuôi một số gà vịt. Có một nữ tử mười mấy tuổi mặc một bộ bố y đầy miếng vá đang cầm một cái bát cho gà vịt ăn. Từng luồng khói bếp bay lên từ ống khói. Lúc này đang là sáng sớm, hiển nhiên là trong nhà đang chuẩn bị điểm tâm. Mẹ ơi, đêm qua con nằm mơ thấy mình trở thành tiên nhân. Nữ tử kia vừa cho gia cầm ăn vừa cất tiếng cười vui sướng, nói vọng vào nhà. Cái con bé này lớn tới vậy rồi mà còn ảo tưởng muốn thành tiên nhân. Mẫu thân người lúc lớn bằng người đã gả cho cha ngươi rồi. Từ trong nhà truyền ra giọng nói dịu dàng. Đó là bởi vì cha là thợ săn lợi hại nhất trong thôn mà. Con còn nghe nói lúc đó cũng có không ít người muốn thành thân với mẫu thân của con đâu. Thiếu nữ cười hì hì, thần sắc rất đáng yêu. Tướng mạo nàng cũng không phải rất xinh đẹp nhưng lại có khí chất rất thanh thuần đáng yêu. Kia con nhỏ này nghe ai nói thế hả? Một thiếu phụ đi ra khỏi nhà. Thiếu phụ này mặc một bộ y phục mộc mạc nhưng không che giấu được vẻ xinh đẹp của nàng. Giờ phút này đang trừng mắt giả bộ tức giận, trong tay còn cầm một bát thức ăn cho gia cầm. Thiếu nữ nọ còn đang muốn nói chuyện thì từ cửa lớn truyền tới tiếng cười sang sảng. Là ta nói đó, cửa lớn bị đẩy ra. Một đại hán trung niên đi tới, trên vai mang cung tên còn vác một con tiểu thú đã chết, trên đùi còn có vết máu khô, không biết là của hắn hay của tiểu thú nọ. Cha, thiếu nữ nọ kinh hỉ vội vàng buông bát xuống. Oa, là báo thú mà. Bề ngoài thật đẹp thật, tốt quá rồi. Hai mắt thiếu nữ tỏa sáng giống như nhảy nhót. Lần này sao lại đi lâu như vậy? Tới tận 2-3 ngày mới trở về. Thiếu phụ nọ cũng vội vàng đi tới giúp nam tử trung niên đỡ tiểu thú và cung tên xuống. Con gái muốn có một tấm áo da, trên đường gặp con báo thú này truy tìm theo nó nên chậm một chút. Hán tử kia xoa đầu thiếu nữ vừa cười vừa nói. Chân làm sao rồi? Thiếu phụ liếc mắt một cái liền thấy vết máu trên đùi hán tử, vội vàng cúi xuống xem.
nơi đó có một vết cào không sâu. Không sao đâu. Có Tiểu Bạch ở đây, dã thú trong núi này không thể làm hại tính mạng ta. Hán tử vừa nói chuyện vừa cười. Đột nhiên từ ngoài cửa có một bóng đen tiến vào, nhoáng một cái liền nhào lên người thiếu nữ, vươn đầu lưỡi lớn không ngừng liếm mặt nàng. Đây là một con chó lớn màu đen. Chẳng qua bề ngoài của nó thoạt nhìn lại giống hệt một con mãnh hổ rất kinh người. Tiểu Bạch lần này vào núi lại học hổ gầm. Có đôi khi ta thật khó hiểu, không biết nó rốt cục là cọp hay là chó nữa. Hán tử nhìn con chó một cái cười khổ. Tiểu Bạch ngoan lắm biết nghe lời. Thiếu nữ nghe vậy liền đẩy con chó ra, vuốt ve bộ lông của nó. Con chó có vẻ rất hưởng thụ cũng ngã lăn ra lộ ra cái bụng lớn khiến cho thiếu nữ vừa cười vừa gãi ngứa cho nó. Nó vừa thoải mái vừa phát ra tiếng gừ gừ giống như một con hổ con. Người cả nhà này cười nói, không phát hiện ra trên bầu trời có một thân ảnh mặc bạch y đang lơ lửng. Vương Lâm nhìn cả nhà vui vẻ phía dưới, nhất là nụ cười của thiếu nữ trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tiểu Bạch hầu như đã quên là nó cũng bị chuyển thế tới đây rồi. Chỉ là không ngờ, nó chuyển thế lại thành một con chó lớn. Mà nhìn hình dáng bên ngoài thì đã thành tinh, có tu vi không tầm thường rồi. Vương Lâm mỉm cười, nhìn con chó đang nằm hưởng thụ trên mặt đất nhưng hai mắt vừa đưa lên liền giống như thấy Vương Lâm trên bầu trời, ngẩn ra. Thần sắc của nó trong nháy mắt biến thành sợ hãi. Con chó to này trừng mắt nhìn, ngay cả tiếng gừ gừ cũng im bặt. Hả? Lại nhận ra ta sao? Vương Lâm nhìn con chó, thấy vẻ sợ hãi trong mắt nó, vẻ tươi cười càng đậm. Chẳng qua sự dị thường của con chó này không khiến mọi người trong nhà chú ý, bởi vì thiếu nữ đang nhìn phụ thân, nói chuyện thân mật. Chà, tối qua con lại nằm mơ thấy mình trở thành tiên nhân. Ừ, tiên nhân. Tốt, con gái sau này nhất định sẽ là tiên nhân. Hán tử kia cười nói, con không thèm làm tiên nhân. Con luôn cảm thấy hình như trong mộng cả đời mình làm tiên nhân không vui sướng. Ngược lại như hiện giờ tốt lắm rồi, con chỉ cần nằm mơ là được rồi. Dù sao con cũng không muốn làm tiên nhân, con ở cùng cha mẹ cả đời cơ. Giọng nói của thiếu nữ lộ ra vẻ chân thành. Lời nói của nàng khiến Vương Lâm sững lại một lúc, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Nhìn thoáng qua vẻ tươi cười vui sướng của nàng, nhìn thoáng qua sơn thôn yên bình này. Rất lâu sau, Vương Lâm lại nhìn sâu một lần nữa sau đó biến mất trên bầu trời. Có lẽ cuộc sống như vậy mới là thứ nàng muốn. Đêm hôm đó thiếu nữ lại mơ một giấc mơ khác. Trong mộng nàng sống một đời khác, tên là Chu Như. Bên cạnh nàng còn có một con cọp tên là Tiểu Bạch. Nàng luôn thích bắt nạt con cọp này bắt nó lăn lông lốc. Nàng còn có một thúc thúc là thúc thúc chí thân của nàng. Trong mộng, thúc thúc hỏi nàng có muốn cùng rời đi không. Nàng trầm mặc hồi lâu, suy nghĩ thật lâu. Nàng nói với thúc thúc chí thân rằng nàng muốn ở lại đây. Đêm nay con chó cũng có một giấc mơ. Nó mơ mình trở thành một con cọp dung chuyển trời đất trong giới mãnh thú. Vô số cọp cái hung thú cái hầu hạ, nó rất hưởng thụ. Nó còn mơ thấy một nam tử mặc bạch y xuất hiện trước người nó. Nó nhận ra nam tử này chính là cái tên ghê tởm năm đó bắt nó. Người này cho nó ăn một ít đan dược rất ngon, vỗ đầu nó một chút rồi rời đi. Sau này Chu Như muốn truy tìm giấc mộng của mình thì người có thể mở được ký ức của mình. Người nọ đi rồi, câu nói của hắn vang vọng trong tâm thần con chó rất lâu không tiêu tan. Trung châu của tiên tộc trong tổ thành khổng lồ, bởi vì phạm vi quá lớn cho nên giờ khắc này có thể nhìn thấy trong thành nhật nguyệt luân phiên đồng thời xuất hiện. Tại hoàng cung của tổ thành đang bị đêm tối bao phủ nhưng không đen tối mà có rất nhiều đèn đang tỏa sáng. Cả hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh. Một thân ảnh cô đơn từ trong bóng tối đi ra nhìn hoàng cung phía dưới. Thân ảnh nọ đứng đó hồi lâu từng bước đi xuống. Những ngọn đèn dầu trong hoàng cung khi người này đi xuống liền lóe lên mông lung rất nhiều, giống như bị không gian chồng chất lên nhau tạo thành. Cho đến khi người này bước lên quảng trường bên ngoài hoàng cung, những ngọn đèn này mới từ từ khôi phục lại bình thường. Vương Lâm nhìn nơi này. Năm đó ở nơi này đã gặp vài lần cửu tử nhất sinh, cũng không thể mang người điên đi. Chỉ có thể để hắn hóa thành ngọn núi trở thành tồn tại trấn áp linh hồn 72 châu. Ngủ say trong vĩnh hằng.
Năm đó ta rời khỏi nơi này đã có lời thề, khi ta trở lại nơi này một lần nữa ta sẽ khiến người điên thức tỉnh. Bất luận là kẻ nào cũng không thể ngăn trở ta nữa. Vương Lâm thì thào, bước chân đạp lên mặt đất. Một bước này khiến mặt đất của Hoàng Cung khẽ run lên mà không ai phát hiện ra. Thứ run rẩy không phải là mặt đất này mà chính là không gian trọng điệp. Bốn phía Vương Lâm mơ hồ một vùng, thân ảnh nhoáng lên rồi biến mất. Sau khi xuất hiện thì hắn đã ở địa cung. Cả địa cung vô cùng mông lung, hầu hết giống với năm đó hắn ở nơi này. Chẳng qua rất nhiều ngọn núi trên mặt đất lúc này chỉ còn lại một ngọn. Ngọn núi này vươn thẳng lên trời, cao cực kỳ to lớn. Đứng bên ngoài ngọn núi này, Vương Lâm cảm nhận được người điên đang ngủ say trong đó. Bên ngoài ngọn núi này tồn tại vô số cấm chế và phong ấn. Dù là tu vi đại thiên tôn muốn phá vỡ cũng phải mất thời gian rất lâu. Tay phải Vương Lâm giơ lên vung về phía ngọn núi nọ. Lập tức ngọn núi này ầm vang. Chỉ thấy ngọn núi này dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bỗng nhiên sụp đổ. Rất nhiều đá vụn rơi ra. Trong nháy mắt ngọn núi khổng lồ này nhanh chóng thu nhỏ lại. Tất cả phong ấn bên ngoài, tất cả cấm chế đều tan thành mây khói trong một cái phất tay này của Vương Lâm. Ngọn núi sụp đổ, thân ảnh người điên hiện ra. Hắn nằm yên tĩnh ở đó nhắm hai mắt vẫn đang ngủ say. Trên người hắn có dao động tu vi của Đại Thiên Tôn. Vương Lâm đi về phía trước, đi tới bên cạnh người điên, ngồi xổm xuống, nhìn người điên đang ngủ say, tay phải giơ lên điểm vào mi tâm hắn. Một chỉ này khiến thân thể người điên chấn động. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, thần thức lan ra theo ngón tay tiến vào bên trong cơ thể người điên, đánh thức hắn dậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng mấy chốc đã qua nửa canh giờ. Vương Lâm mở mắt lộ vẻ phức tạp nhìn người điên, trầm mặc một lát liền chậm rãi nói. Ngươi nếu thật sự đã quyết định như vậy thì ta sẽ tôn trọng. Ngươi, bảo trọng. Vương Lâm đứng lên thầm than một tiếng, bước về phía bầu trời, biến mất bên trong địa cung. Sau khi Vương Lâm rời đi, người điên mở hai mắt nhìn về hướng Vương Lâm biến mất rất lâu rất lâu. Ta đã mơ hồ cả đời, điên rồ cả đời. Nhưng ta đúng là hậu duệ của tiên tổ Liên Đạo Chân đã chết, nếu ta cũng rời đi thì tiên tộc sẽ không còn tiên hoàng. Ta cũng muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi tiên cương đại lục. Nhưng ta có truyền thừa của tiên tổ, ta còn có bao người phải nghĩ tới. Đó là trách nhiệm của ta. Ta trong lúc ngủ say đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Người điên đứng lên, trong mắt hiện lên vẻ kiên định hiếm thấy, khổ sở thì thào. Bảo vệ tiên tộc truyền thừa tới đời sau. Nếu có một ngày ta không thể chịu đựng được trách nhiệm của mình nữa thì ta sẽ đi tìm Vương Lâm ngươi. Người điên đứng lên. Hắn mặc hoàng bào đội vương miện, thần sắc đã không còn chút điên rồ trong dĩ vãng mà có sự uy nghiêm của tiên hoàng. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2067, Ti Nam. Vương Lâm tôn trọng quyết định của người điên. Mỗi người đều có trách nhiệm của mình. Điểm này Vương Lâm biết. Hắn không có quyền quyết định trách nhiệm của người điên. Là bằng hữu hắn thức tỉnh đối phương đã là điều tốt nhất. Còn tiếp theo nên làm thế nào thì không cần Vương Lâm phải nói tới. Vương Lâm cũng có con đường của hắn. Hắn phải về động phủ giới, trở về Chu Tước Tinh, trở lại nơi hắn lớn lên. Có lẽ lần tiếp theo gặp người điên phải tới 300 năm nữa. Vương Lâm đi về phía xa xa trong thiên địa. Hắn dù lúc này có tu vi mạnh nhất tiên cương nhưng có một số việc hắn vẫn mê man như trước. Giống như thái cổ thần cảnh, giống như thiên vận tử, giống như việc làm Uyển Nhi sống lại. Đi trong bầu trời mờ mịt này, trong mắt Vương Lâm cũng hiện lên vẻ mê man. Hắn không biết những cố nhân mà hắn tìm kiếm này trong lòng bọn họ có thật sự hy vọng trí nhớ được thức tỉnh hay không, có thật sự hy vọng theo hắn trở lại động phủ giới hay không. Có lẽ quên đi quá khứ luân hồi, bắt đầu lại từ đầu trên tiên cương đại lục này đối với bọn họ mà nói mới là lựa chọn tốt nhất. Vương Lâm thì thào, trước mắt hiện lên dáng vẻ của Chu Như. Lựa chọn của Chu Như chính là như vậy. Ta không thể lấy ý chí của ta áp đặt cho họ lựa chọn. Vương Lâm than khẽ,
thân thể hắn dừng lại nhìn về phía xa xa. Nơi đó là chỗ của Tư Đồ Nam. Võ Hiên Quốc là một quốc gia của phàm nhân ở phía Bắc Trung Châu, nằm trong Thiên Lạp Châu. Cả Thiên Lạp Châu có 4 quốc gia phàm nhân, hàng năm vẫn xảy ra chiến tranh. Tuy rằng chưa có đại chiến nhưng ở khu vực biên cương vẫn thường xuyên xảy ra giao chiến trong phạm vi nhỏ. Chẳng qua 4 đại đế quốc luôn có khống chế đối với việc này khiến giao chiến luôn không mở rộng ra quy mô lớn. Ở nơi biên giới giữa Võ Hiên Quốc và Chu Lâm Quốc có rất nhiều quân binh đồn trú. Nơi này quân doanh liên miên không dứt, thoạt nhìn vô cùng dày đặc, tràn ngập một luồng sát khí của phàm gian. Ở bên ngoài đại môn của quân doanh giờ phút này có một số quân sĩ mặc áo giáp. Đám người này ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng thẳng thành một hàng. Còn có mấy người rõ là đại tướng và quan văn cũng đứng ở đó ngẩng đầu nhìn về phía xa xa giống như đang chờ đợi gì đó. Không bao lâu sau tiếng vó ngựa vang lên từ quan đạo phía trước. Sau khi tới gần liền hiện ra là một nhóm tuấn mã màu đen đang lao tới như gió lốc xuyên qua đám quân sĩ ó cách đám đại tướng hơn 10 trượng. Chiến mã hí vang, vó trước đột nhiên giơ lên lập tức dừng lại. Từ trên đó có một người nhảy xuống. Người này cũng mặc áo giáp, sau khi rơi xuống đất hắn liền quỳ xuống, hai tay ôm quyền. Báo, tuần đoàn của Nam Vương lúc này đã còn cách chúng ta hơn 100 dặm. Giọng nói của quân sĩ kia rất rõ ràng, sau khi nói xong liền cúi đầu không nói, chờ lệnh. Tiếp tục dò xét, đưa tiền quân tới nghênh đón Nam Vương ngoài 100 dặm. Trong mấy đại tướng và quan văn có một lão già. Thần sắc lão già này không giận mà uy nghiêm. Vị trí hắn đứng hiển nhiên là trung tâm của mọi người. Giờ phút này ánh mắt lóe sáng, lập tức mở miệng. Khi hắn nói xong, lập tức một nam tử trung niên ở bên cạnh tiến tới ôm quyền vái một cái xoay người rời đi. Phía sau hắn có hơn vạn quân sĩ từ trong quân doanh lao ra, cưỡi chiến mã gào thét lao đi làm bốc lên một đám bụi đất. Đại soái, ý đồ của Nam Vương lần này, sợ là không tốt. Một lão tướng đứng bên cạnh và một quan văn thần sắc lộ vẻ sầu lo chậm rãi nói. Nghe đồn Nam Vương này hưởng thụ cực kỳ xa hoa, những nơi đi qua đều khiến mọi người phải kinh hãi. Ta còn nghe nói Nam Vương tự xây cung điện, thậm chí so với đương kim thánh thượng còn. Người đang nói do dự một chút, cuối cùng cũng không dám nói hết. Lão tướng kia vẫn luôn trầm mặc đối với lời nói của người bên cạnh giống như không nghe thấy. Hắn đứng nơi đó không nói một lời nhưng ánh mắt lại có. Hàn quang lóe lên rất nhanh. Một luồng sát khí khiến lão tướng này thoạt nhìn tràn ngập một luồng khí phách. Hắn thân là đại soái tại biên cương, trong tay nắm gần 50 vạn đại quân mà cũng không phải thân phận hoàng thất, hiển nhiên là bị người ta đố kỵ. Nếu không phải là Võ Hiên Quốc không thể thiếu một lão tướng bách chiến thường thắng như hắn thì sợ là lúc này hắn đã phải tháo giáp về quê rồi. Nghe nói Nam Vương này cực kỳ kiêu ngạo lại để ý tới thân phận, nếu quy mô nghênh đón không lớn thì rất không thích. Đại soái có cần phải đưa người tới nữa hay không? Đại soái, ty chức cũng hiểu hẳn là phải phái thêm nhiều người hơn đi đón hắn. Nam Vương này nếu thích bày trận thế như vậy thì chúng ta sẽ cho 10 vạn đại quân nghênh đón, dao động cả 100 dặm khiến cho hắn thấy được hùng uy của đại quân chúng ta. Đại soái, không nên do dự nữa, Nam Vương này là một kẻ tiểu nhân hèn hạ vẫn luôn nhằm vào đại soái. Đối với kẻ như vậy chúng ta, lão tướng nọ nhướng mày tay phải giơ lên. Lập tức bốn phía liền yên tĩnh. Tất cả ánh mắt đều ngưng tụ trên người hắn, có thể thấy được uy vọng của hắn ở trong quân doanh này không ai có thể thay thế được. Quân sĩ của ta đều là anh hùng huyết chiến mấy chục năm, ta không đồng ý để bọn họ nghênh đón Nam Vương. Người của tiền doanh đi đón lại có thêm bản thân lão phu ở đây là đủ rồi. Giọng nói của lão tướng như chém đinh chặt sắt, không cho người khác chút đường phản đối. Lời nói của hắn vừa thốt ra, thần sắc tất cả mọi người đều nghiêm chỉnh, ôm quyền thưa vâng. Nam Vương, lão tướng nhìn về phía xa trong lòng thầm hừ lạnh. Hắn rất ghét cái tên Nam Vương này. Trong suy nghĩ của hắn, người sắp tới không xứng được gọi là Nam Vương. Ở cách đó 100 dặm một chiếc xe ngựa xa hoa lớn chừng 10 trượng, cùng một đội xe ngựa thật dài đang đi trong quan đạo kéo dài cả 1 dặm. Ở bốn phía của xe ngựa này có một số vũ giả mặc y phục tầm thường, hãnh diện đi theo. Tiếng nhạc truyền ra từ bên trong xe ngựa,
cũng có cả tiếng nữ tử cười duyên giống như bên trong vô cùng náo nhiệt. Hay, nhảy rất hay, bổn vương nhất định có thưởng. Một giọng nói của nam tử trong tiếng cười vang truyền ra. Thậm chí ở bên trong xe ngựa ngoài tiếng cười còn có tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ. Đối với tiếng động này, vũ giả thị vệ bốn phía đã sớm quen thuộc, cũng chẳng để ý chút nào. Vừa đi thêm chút nữa, bên cạnh chiếc xe ngựa khổng lồ có một gã sai vặt mặc thanh sam đang ngồi, đột nhiên mở to hai mắt cất giọng cao vút, nam vương có lệnh, tạm dừng hành quân. Lời nói này vừa dứt, đội xe như trường long dần dần ngừng lại. Ở trong xe ngựa khổng lồ phía trước có một đám nữ tử kiều mị đi xuống. Đám nữ tử này không ai là không quốc sắc thiên hương, nhưng y phục không chỉnh tề, hiển nhiên là vừa mới mặc vào. Thần sắc đám người này uể oải, đi xuống liền đi về phía những xe ngựa phía sau. Số lượng nữ tử này rất nhiều, đại khái có chừng mấy chục người. Rất khó có thể tưởng tượng là tất cả những người này đều ở bên trong chiếc xe ngựa 10 trượng kia. Các nàng rời đi, những xe ngựa phía sau lại có mấy chục nữ tử xinh đẹp khác đi lên thay thế những người vừa rời đi, đi lên trên xe ngựa. Không lâu sau, đoàn xe ngựa tiếp tục lên đường. Âm nhạc và tiếng thở gấp dâm mị cùng tiếng cười của nam tử lại truyền ra. Ở phía sau đoàn xe ngựa như rồng kia không xa, vó ngựa gào thét, xuất hiện quân sĩ tiền doanh tới nghênh đón. Giống như có thể nhìn thấy những người này tới đón tiếp, trong chiếc xe ngựa 10 trượng truyền ra tiếng hừ lạnh. Nhưng nó không dừng lại mà dưới sự hộ tống của quân sĩ tiếp tục đi về phía trước. Một lúc lâu sau, dần dần đội xe ngựa xa hoa này trong tiếng thở dâm mỹ như ẩn như hiện xuất hiện trong mắt mọi người bên ngoài quân doanh. Sau khi nó tới gần, âm thanh dâm mỹ lại càng rõ ràng, khiến cho tất cả quân binh đều nghe thấy, cũng khiến cho lão tướng kia nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ không thích. Hắn hừ lạnh một tiếng, đi nhanh về phía trước. Phía sau có rất nhiều quan văn đi theo, mang theo một khí thế sát phạt bỗng nhiên ập tới. Hắn đi tới khiến tất cả vũ giả thị vệ bên ngoài xe ngựa thần sắc lập tức khẩn trương. Bọn họ có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ trên người lão tướng nọ. Luồng sát khí này khiến bọn họ phải sợ hãi, thân thể run lên. Dừng lại, nam vương. Thị vệ này dù sợ hãi nhưng rất nhanh liền tiến tới. Gã sai vặt mặc thanh y đứng ở phía trước cũng cất giọng cao vút nói, ngươi là người phương nào? Gã sai vặt còn chưa kịp nói xong, lập tức trong mắt một trung niên bên cạnh lão tướng lóe lên hung quang, quát khẽ một tiếng. Hắn vừa mở miệng, lập tức ánh mắt tất cả quân binh nơi này đồng loạt ngưng tụ lên người gã sai vặt. Sát khí vô hình bao phủ khiến sắc mặt gã thoáng cái liền tái nhợt, không dám nói lời nào nữa. Ti Nam, ngươi muốn làm gì? Khi lão tướng tới gần, một tiếng gầm khẽ truyền ra từ bên trong xe ngựa. Tiếng gầm này cất lên, tất cả âm thanh dâm mị trong xe lập tức tắt ngấm. Lão tướng Ti Nam tới nghênh tiếp nam vương. Thần sắc lão già không giận mà uy nghiêm, đứng ở bên ngoài xe ngựa 10 trượng, chậm rãi nói. Trong xe ngựa trầm mặc một lát, sau đó tấm rèn bị nhấc lên. Một nam tử trung niên đi ra, hốc mắt mơ hồ đã thâm quầng, bộ dáng như là tiểu sắc quá độ. Hắn đứng trên xe ngựa nhìn chằm chằm vào lão tướng nọ, ánh mắt âm trầm lóe lên, đột nhiên mỉm cười. Không hổ là đại soái của Võ Hiên quốc chúng ta. Có đại soái ở biên cương đủ để đảm bảo Võ Hiên quốc ta yên ổn. Bổn vương phụng chỉ tới đây khao thưởng quân sĩ biên cương. Hả? Vậy thì mời tiến vào quân doanh. Lão tướng nhìn nam vương, thần sắc lạnh lùng nhưng ánh mắt của hắn lại mang tới cho nam vương áp lực rất lớn. Nhất là khi lúc này mọi người đều tồn tại vẻ sát phạt lạnh như băng khiến trán hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Không được, bổn vương sẽ ở bên ngoài thôi, không cần tiến vào đâu. Khuôn mặt nam vương cười gượng, vội vàng nói. Tất cả mọi người nơi này đều không biết cảnh tượng này đã bị Vương Lâm ở trên bầu trời nhìn thấy hết. Hắn đứng trên trời cao, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía lão tướng Ti Nam kia. Không trở thành vương gia mà lại trở thành đại soái. Không biết sau khi hắn mở ký ức kiếp trước ra sẽ nghĩ thế nào. Khuôn mặt Vương Lâm hiện lên nụ cười, rõ ràng rất vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 2068,
ngươi là Tư Đồ Nam. Đêm khuya, trong quân doanh lập lòe ánh đuốc u ám, thỉnh thoảng quân tuần tra đi qua khiến quân doanh thoạt nhìn giống như vừa có cảm giác nghiêm ngặt lại vừa trật tự. Bên ngoài quân doanh, giờ phút này cũng không có tiếng hát vang mà vô cùng yên tĩnh. Rất nhiều doanh trướng đã tắt đèn, chỉ còn lại duy nhất mấy cái, dưới ánh đèn có thể thấy bóng người đang đi lại. Nhất là ở soái doanh lại càng sáng ngời, bốn phía có quân sĩ bảo vệ. Trong soái trướng có một lão tướng đang đứng cạnh bản đồ, cau mày ngưng thần nhìn lại. Trong trướng chỉ còn mình hắn, bốn phía rất an tĩnh, chỉ có tiếng nến tí tách thỉnh thoảng vang lên. Nam Vương, hừ, người như vậy mà cũng xứng xưng là Nam Vương. Lão tướng nhìn lên bản đồ cất giọng giọng cười lạnh, chính hắn cũng không biết vì sao đối với cách xưng hô Nam Vương này lại có một cảm giác kỳ dị. Giống như là tất cả mọi người hôm nay đều không xứng xưng là Nam Vương vậy. Hả? Thế người thế nào mới xứng xưng là Nam Vương? Một giọng nói mang theo ý cười từ phía sau lão tướng vang lên. Thân thể lão tướng nọ sững lại nhưng trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Xoay người nhìn lại phía sau thấy một người thanh niên mặc bạch y mái tóc bạc trắng đang đứng không xa mỉm cười nhìn mình. Khi lão phu chưa được phong vương thì danh hiệu Nam Vương này chẳng có ai xứng đáng. Thần sắc lão tướng này không mang chút bối rối, ngược lại rất bình tĩnh ngồi ở đó. Ngồi đi, lão tướng chỉ một ngón tay nói. Vương Lâm nhìn đối phương, trong mắt lộ ý than thở. Còn chưa mở ký ức, đối mặt với một người xa lạ đột nhiên xuất hiện trong soái trướng mà có thể chấn định như vậy là cực khó. Nhất là vẻ chấn định này lại không phải ra vẻ mà là bình tĩnh thực sự. Vương Lâm mỉm cười, ngồi đối diện lão tướng. Có rượu không? Vương Lâm cười nói. Trong quân sao lại có thể không rượu? Lão tướng cười ha hả trước mặt Vương Lâm hướng về phía ngoài trướng quát khẽ. Người đâu lấy rượu tới? Bên ngoài truyền tới tiếng thưa cung kính. Sau đó có một đại hán mặc quân phục đi vào. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm thì thần sắc sửng sốt. Mấy thị vệ bên ngoài thần sắc lại càng đại biến. Bọn họ không hề thấy có người tiến vào nơi này. Để rượu xuống rồi đi ra ngoài đi. Thần sắc lão tướng như thường, phất tay nói. Thị vệ trầm mặc đặt vài vò rượu xuống bên cạnh lão tướng và Vương Lâm lui ra phía sau. Định lực của tướng quân thật tốt. Vương Lâm cầm lấy một vò rượu, đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Các hạ có thể vô thanh vô tức tới nơi này. Đám quân binh mặc dù có ra tay thì cũng không có cách nào ngăn cản được ý đồ của ngươi, có tác dụng gì đâu. Lão tướng nói, cũng cầm một vò rượu, mở nắp uống một ngụm lớn. Vẻ tươi cười trên mặt Vương Lâm càng đậm, hắn thật sự vui vẻ. Thậm chí có thể nói đây là một lần rất ít hắn vui vẻ thế này trên Tiên Cương Đại Lục. Lúc này hoàn toàn bất đồng với khi đạt được tàn hồn của Lý Mộ Uyển. Đây là cảm giác không nói lên lời khi gặp lại cố nhân. Loại cảm giác này khiến hắn buông lỏng, rất cao hứng. Ngoài trướng nhoáng lên những bóng người, hàng loạt tiếng bước chân truyền tới. Chỉ trong thời gian nói mấy câu này, bên ngoài trướng bỗng đã có vô số quân binh vây chặt. Tất cả đại tướng đều tới nơi này giống như gặp đại địch nhưng cũng không dám tùy tiện tiến và chỉ có thể vây chặt bên ngoài. Bọn họ vô cùng khẩn trương, sát khí không ít nửa điểm mà ngược lại càng ngập trời, khiến vô số ngọn đuốc trong quân doanh như chịu áp lực vô hình ảm đạm đi. Thời gian trôi qua chớp mắt đã sắp tới bình minh. Đám quân sĩ bên ngoài sắp thức trọn một đêm. Nếu không phải trong trướng thỉnh thoảng truyền tới một tiếng cười to thì e là bọn họ đã lo lắng vọt vào. Chỉ là tiếng cười truyền tới khiến bọn họ càng nghi hoặc hơn. Thú vị, Vương tiên sinh đi nhiều nơi như vậy Sơn Hải lão phu cũng từng nghe qua, đáng tiếc là quá mức xa xôi, phàm nhân chúng ta không thể tới được. Lão tướng than khẽ bỏ một bầu rượu không xuống, cầm lấy bầu mới uống một ngụm. Nếu ngươi muốn thì ngươi cũng có thể. Vương Lâm uống một ngụm rượu cay nồng, nhìn cố nhân cười nói. Hả? Vương tiên sinh hẳn là tu sĩ phải không? Ánh mắt của lão tướng lóe lên. Vương Lâm gật đầu không nói gì mà tiếp tục uống rượu. Thời gian lại trôi qua, sau bình minh là lúc ban ngày xuất hiện từng tia nắng, màn đêm tiêu tán. Vương Lâm và lão tướng này đã ngồi uống rượu một đêm. Trong đêm này Vương Lâm nói rất nhiều.
hắn kể lại tất cả kinh nghiệm của mình tại Tiên Cương Đại Lục, ở Thiên Ngưu Châu, Lục Ma Châu, cả ở trong Tổ Thành, thậm chí cả cổ tộc cũng đều nói hết. Hắn nói chuyện mình tìm được tàn hồn của Lý Mộ Uyển, nước mắt chảy xuống, nói chính mình giết đạo cổ Hoàng Tôn lấy một mạng đền cho ân tình của sư tôn, thần sắc hắn lúc đó rất ảm đạm. Hắn nói rất nhiều, cho tới khi hắn rời khỏi cổ tộc về tới mặt đất của tiên tộc. Lão tướng nọ kinh ngạc ngồi nghe, hắn không thể tưởng tượng được người này có thân phận gì. Nếu tất cả lời hắn là sự thật thì người này trên Tiên Cương Đại Lục nhất định là hạng người kinh. Người, nhưng người như vậy tại sao đêm khuya lại tới trong chướng của mình, cùng uống rượu với mình, nói tất cả chuyện này. Trong đầu lão tướng này chậm rãi hiện lên một hình bóng quen thuộc, giống như sự quen thuộc này vẫn luôn ẩn sâu trong ký ức của hắn giờ phút này hiển lộ ra. Khi hắn nhìn thấy nước mắt và sự đau thương của đối phương, không biết vì sao hắn lại cũng cảm nhận được, giống như chuyện xưa của đối phương và Lý Mộ Uyển hắn cũng từng tận mắt nhìn thấy. Ta không tìm được Lý Thiên Mai, tư đồ ta tìm rất lâu rồi nhưng cuối cùng vẫn không tìm được. Vương Lâm thì thào, khổ sở uống rượu. Có một số lời, một số việc hắn không thể nói với người khác nhưng lại có thể nói với tư đồ Nam. Tư đồ là ai? Thần sắc lão tướng có vẻ phức tạp. Cái tên này hắn đã nghe đối phương nhắc lại nhiều lần. Vương Lâm buông vò rượu trống không xuống, lại cầm một vò khác. Một đêm này bọn họ đã gọi đưa lên mấy lần rượu rồi. Ta có một chí hữu, tên hắn là Tư Đồ. Vương Lâm thì thào, nhìn về phía lão tướng kia. Có thể trở thành chí hữu của ngươi, ta nghĩ người tên Tư Đồ này cũng là một tu sĩ rồi. Ánh mắt lão tướng lộ vẻ mờ mịt nhìn Vương Lâm chậm rãi nói. Hắn là một tu sĩ, đã từng là một tu sĩ muốn làm vương gia. Chuyện xưa có liên quan tới hắn, ngươi nếu muốn nghe thì phải nghe từ một nơi tên là Chu Tước Tinh, một tu chân quốc cấp 3 tên là Triệu Quốc. Trên mặt Vương Lâm lộ vẻ nhớ lại nhẹ giọng nói. Giọng nói của Vương Lâm vang vọng trong chướng. Lão tướng yên lặng nghe, vẻ mờ mịt trong mắt càng nhiều. Thời gian trôi qua, sáng sớm đi hết, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi. Trong chướng bỗng vẫn vang lên giọng nói của Vương Lâm, Lý Thiên Mai, Tư Đồ Nam, Thanh Thủy. Bọn họ toàn bộ đều chuyển thế trên Tiên Cương Đại Lục. Ta để lại ấn ký trên người bọn họ. Đó là phương thức duy nhất để tìm được bọn họ. Vương Lâm uống một ngụm rượu, nhìn lão tướng, mỉm cười. Lão tướng trầm mặc, thân hình hắn run rẩy. Hồi lâu hắn mới mở bừng đôi mắt. Ta là Tư Đồ Nam. Hắn kinh ngạc nhìn Vương Lâm, giọng nói chần chừ do dự. Vương Lâm nhìn lão tướng, chậm rãi gật đầu. Ngươi là Tư Đồ Nam, ta là Vương Lâm. Vương Lâm, lão tướng thì thào một hồi. Một lúc lâu sau hắn đột nhiên cười ha hả, cười chảy nước mắt. Hắn vốn không tin chuyện này nhưng cảm giác tới từ linh hồn lại cho hắn biết người trước mặt này quen thuộc. Hơn nữa lời nói của đối phương về động phủ giới khiến hắn không thể không tin. Mà hắn cũng nhận ra người này là một tu sĩ, chẳng cần lừa gạt một phàm nhân như hắn. Nói như vậy ta ở Tiên Cương Đại Lục đã luân hồi nhiều lần rồi. Lần này luân hồi ta là Ti Nam Đại Soái Võ Hiên Quốc. Trong tiếng cười, nước mắt của lão tướng càng nhiều. Hắn tin tất cả chuyện này nhưng bởi vì tin cho nên lại càng cảm thấy khó tiếp nhận. 50 vạn quân sĩ bên ngoài, có người tổ phụ cũng bắt đầu theo ta cho tới sau khi tổ phụ của bọn họ chết trận. Phụ thân của bọn họ tiếp tục thành lính của ta, thậm chí còn có không ít người phụ thân chết trận, bọn họ vẫn theo ta như trước. Hôm nay ngươi lại nói cho ta biết ta là Tư Đồ Nam, là một Tư Đồ Nam muốn thành vương gia. Ta không phải là đại soái của Võ Hiên Quốc, thế thì bọn họ phải là thế nào đây? Giọng nói của lão tướng vang lên, cửa chướng đột nhiên mở ra. Quân binh định nhảy vào bị lão tướng quát khẽ một tiếng, toàn bộ bị đuổi ra ngoài. Luân hồi, luân hồi, một lần luân hồi có bao nhiêu ràng buộc, ta đã luân hồi mấy lần. Lão tướng kia ngồi co quắp ở đó nhìn Vương Lâm đầy phức tạp từ từ cười khổ. Xin lỗi, đây là lựa chọn năm xưa của ta. Ta đã lựa chọn chuyển thế tới Tiên Cương Đại Lục không có quan hệ tới ngươi. Vương Lâm trầm mặc không ngừng uống từng ngụm rượu. Giúp ta mở ký ức kiếp trước đi.
lão tướng không ngừng uống rượu, cho tới khi uống xong ba bầu rượu, hai mắt có tơ máu, người cũng đầy hơi men thì mới nhìn Vương Lâm kiên định nói. Lần này đã lại tới đêm khuya, Vương Lâm rời khỏi soái trướng. Thần sắc hắn mang theo vẻ phức tạp, ở giữa không trung quay lại nhìn thật sâu về phía soái trướng bên dưới. Hắn nhìn ấy cửa trướng bị nhấc lên, lão tướng nọ đi ra ngẩng đầu nhìn hắn. Vương Lâm, chờ lão tử không còn tiếc nuối gì trong đời luân hồi này, sau khi trở thành Nam Vương sẽ đi tìm người. Lão tướng đó cất giọng lớn tiếng nói, giọng nói tràn ngập khí phách và hào phóng. Vương Lâm mỉm cười, tiếng cười càng ngày càng nhiều, cuối cùng cũng cười ha ha. Tư đồ chờ ngươi làm vương ra đủ rồi, chờ ngươi tìm tới ta, ta và ngươi lại say một trận. Vương Lâm xoay người, hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất trong thiên địa. Đám tiểu tử, chỉnh binh, trước tiên bắt cái thằng nhãi Nam Vương gì đó tới đây. Lão tử đã sớm thấy hắn không vừa mắt rồi. Bà nội nó, hắn mà cũng dám xưng là Nam Vương. Lão tử nghĩ kỹ rồi, lão tử muốn làm Nam Vương. Lão tướng giống như trẻ lại không ít cười vang, hét lớn. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại Thư viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 2069, Thanh Hồng trong mưa. Luân hồi, rốt cục gì là luân hồi? Lúc trước ta hiểu luân hồi này là trời, nhưng trên thực tế luân hồi ngoài trời ra còn có nhiều ý nghĩa hơn. Vương Lâm đứng trên bầu trời, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh Chu Như và Tư Đồ Nam, còn cả thân ảnh của người điên. Người điên trải qua có lẽ không phải là luân hồi, nhưng lựa chọn của Chu Như và Tư Đồ Nam thì lại là luân hồi. Bọn họ không lựa chọn rời đi mà dung nhập vào trong đó, bởi vì nơi đó có rất nhiều liên hệ với họ, nhiều thứ họ không nỡ bỏ. Chu Như không muốn mất đi cha mẹ thân tình đời này. Tư Đồ Nam không muốn có lỗi với quân binh cả đời đi theo hắn. Theo lời Tư Đồ Nam, mỗi lần luân hồi lại đều có rất nhiều thắc mắc, làm sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt. Đây là lực lượng của luân hồi, có thể khiến cho người ở trong đó không thể tự kiềm chế hoặc cũng không muốn tự kiềm chế. Trong mắt Vương Lâm hiện lên vẻ mờ mịt, trong sự mờ mịt đó hắn giống như mơ hồ hiểu ra chút gì. Luân hồi là trời, cũng là một mặt gương, tấm gương này có chính mình, trong đó chính là luân hồi. Vẻ mờ mịt trong ánh mắt Vương Lâm dần dần tán đi, lộ vẻ hiểu ra. Giải thích đối với luân hồi của hắn từ Chu Như và Tư Đồ Nam dần dần hướng về cảnh giới viên mãn. Không biết những người khác lựa chọn thế nào, Vương Lâm nhìn về phía xa xạ than khẽ một tiếng, cất bước đi tới. Trong phạm vi Bắc Châu của tiên tộc, trong một vùng núi non có một rừng cây rậm rạp. Nơi này thoạt nhìn cực kỳ hung hiểm, quan đạo phía dưới uốn lượn giống như một sợi chỉ nối tới bầu trời. Ở nơi đó có một động phủ bốn phía hoang tàn, chỉ có chim thú tồn tại. Chẳng qua nhiều năm trước khi nơi này xuất hiện động phủ thì dã thú cũng không dám tới nơi này nữa. Bên trong động phủ vô cùng xa hoa, có vô số dạ minh châu chiếu rọi, khiến trong động phủ sáng ngời. Nhưng vẻ sáng sủa này bởi sự yên tĩnh lại lộ vẻ lạnh lẽo. Giờ phút này trong chủ phủ của động phủ có một tu sĩ đang ngồi đả tọa. Tu sĩ thoạt nhìn tuổi không lớn không nhỏ, nhưng cái đầu lại cực to. So với đầu của hắn, thân thể của hắn có vẻ rất gầy nhỏ, giống như vô cùng không thích hợp. Thần sắc tu sĩ đầu to này âm trầm, thổ nạp khiến động phủ này tràn ngập khí lạnh. Đầu to, tu sĩ này đang đả tọa thì đột nhiên có một giọng nói vang lên vọng khắp động phủ tạo thành hồi âm. Tâm thần tu sĩ này chấn động mở bừng đôi mắt. Trong nháy mắt khi mở mắt, hắn không chút chần chừ phun ra một đạo lục quang. Lục quang nọ phát ra tiếng rít chói tai, lao thẳng về phía một thân ảnh màu trắng ở bên. Trong động phủ này, thần sắc Vương Lâm cổ quái. Lục quang kia là một con rết dữ tợn, chưa tới gần đã có khí tanh ập tới. Tay phải hắn giơ lên điểm một cái lên trên con rết. Thân thể nó lập tức sững lại, lơ lửng ở đó không nhúc nhích. Thần sắc tu sĩ đầu to này lộ vẻ khiếp sợ. Con rết này của hắn đã luyện hóa trong nguyên thần,
dù tu vi có cao hơn hắn một chút, nếu bị con rết này cuốn lấy cũng đủ cho hắn thời gian chạy trốn hoặc ra tay một lần nữa. Nhưng hôm nay người trước mặt này có thể thoải mái ngưng động nó giữa không gian, thậm chí đối phương thi triển thần thông gì hắn cũng không nhận ra. Mã Đào, ngươi đừng có đuổi tận giết tuyệt. Tu sĩ đầu to phát ra tiếng gầm thê lương, toàn thân vang lên tiếng ầm ầm, thoáng một cái hắn liền bỏ chạy. Mã Đào, Vương Lâm ngẩn ra, tay phải điểm một cái vào sương mù. Lập tức một luồng sáng liền xuyên qua sương mù điểm lên mi tâm của tu sĩ đầu to đang bỏ chạy. Toàn thân đầu to chấn động, trong mắt lộ vẻ mê man. Đủ loại ký ức không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Lúc này tay phải Vương Lâm chụp một cái vào hư không. Lực lượng thiên địa bốn phía ngọn núi này liền ầm ầm cuốn tới, được Vương Lâm ngưng tụ trong tay hóa thành một thanh tiểu kiếm. Kiếm này là do lực lượng thiên địa ngưng tụ thành, là do tín thuật của Vương Lâm biến thành, có thể nói là chí bảo. Vung lên một cái, tiểu kiếm liền bay thẳng tới sương mù, đâm vào bên trong vách tường. Nhìn thật sâu vào đầu to đang thức tỉnh ký ức trong sương mù, ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ nhu hòa, vung tay áo lên. Lực lượng thiên địa ngưng tụ lại hóa thành rất nhiều đan dược rơi vào trong một cái hồ lô. Đặt ở đó xong, Vương Lâm xoay người rời đi. Hồi lâu sương mù nọ tản ra, vẻ mặt đầu to phức tạp mờ mịt đi ra. Hắn ngồi ở đó ngẩn người nhìn động phủ đã trống trơn, tới nửa ngày sau mới ngẩng đầu thì thào. Chủ nhân, hắn thấy được cây kiếm khiến. Hắn kinh hãi, thấy hổ lô tràn ngập đan dược nồng đậm lực lượng thiên địa, nước mắt rơi xuống. Cũng ở trong Bắc Châu này, tại một châu bất đồng có hơn 10 đạo cầu vồng đang gào thét lao đi. Một đạo tinh quang từ xa xa lóe lên trong khi đám tu sĩ này ngẩn ra liền biến mất. Chẳng qua nhận thấy tinh quang kia sau khi tán đi, ánh sáng chói mắt lại rơi vào mi tâm của một đồng tử mặc hồng bào trong đám tu sĩ. Đồng tử nọ chấn động toàn thân, trí nhớ trong đầu từ từ tỉnh lại. Đám tu sĩ này kinh nghi bất định một chút, sau khi bàn bạc liền nhanh chóng rời đi. Ánh mắt đồng tử mặc hồng y trong đám người lộ vẻ mê man. Sau mấy canh giờ, đám tu sĩ này dừng lại nghỉ ngơi trên một đỉnh núi, vẻ mê man trong mắt hắn mới tiêu tán, thay thế bởi sự hốt hoảng và phức tạp. Ta là Hồng San Tử. Đồng tử mặc hồng y kia nhìn lên bầu trời, trên mặt từ từ lộ nụ cười. Hắn hít sâu một hơi nhìn mặt đất trước mặt, trong lòng tràn ngập kích động. Đồng Châu, ở Nam Ni Châu mà Vương Lâm năm xưa đã từng đi qua có một tông phái có quy mô rất nhỏ. Tu sĩ trong tông này không nhiều lắm, chỉ có mấy ngàn người. Sơn môn nơi này cũng không phải tốt lắm, linh khí cũng không đậm. Nhất là sau khi mấy vị đại thiên tôn và tiên hoàng phát ra thánh chỉ báo cho tất cả tông môn của tiên tộc tiến hành chuẩn bị toàn lực cho chiến tranh, thì dòng chảy ngầm mạnh lên khiến những tông môn nhỏ như vậy không thể yên bình được, phải phụ thuộc vào một số tông môn lớn mới có thể tiếp tục tồn tại. Chiến tranh sắp bắt đầu rồi, những tiểu tông môn như vậy rất khó có thể tiếp tục truyền thừa trong đại chiến tiên cổ tương lai. Thân báo là tông chủ của tông này, tu vi cũng không tầm thường, lúc này trong lòng hơi lo âu. Hắn không biết đường đi nước bước trong tương lai thế nào, không biết tông môn của mình sau mấy trăm năm giao chiến có thể còn tồn tại hay không. Hắn rất vất vả mới bỏ lên được vị trí ngày nay, trở thành tông chủ một tông. Hắn không muốn từ bỏ. Chẳng qua chuyện sắp xảy ra dường như hắn chỉ còn cách phải phụ thuộc. Nhưng đối tượng lựa chọn để phụ thuộc cũng có hậu quả nhất định, trong đó một phần lớn đều rất nghiêm trọng. Mà trưởng lão trong tông môn này lại càng bất đồng ý kiến với hắn. Đối với lựa chọn phụ thuộc hình như có dấu hiệu chia rẽ. Trong lúc thân báo đang lo lắng thì một thanh niên tóc bạc mặc bạch y đã từ chân núi đi tới tông môn này. Hắn là Vương Lâm. Vương Lâm tìm được thân báo, sau đó mấy canh giờ liền rời đi. Sau khi hắn rời đi, thân báo đứng ngoài đại điện nhìn bầu trời, ánh mắt mê man. Hồi lâu vẻ mê man mới từ từ biến mất, hóa thành sự kiên định. Đám cố nhân trong động phủ giới trong thời gian này Vương Lâm hầu như đã gặp hết. Có người hắn lựa chọn giải khai trí nhớ kiếp trước, có người Vương Lâm để cho đối phương lựa chọn. Nhưng dù cuối cùng là thế nào thì Vương Lâm cũng lưu lại cho bọn họ chút vật bảo vệ tính mạng, đều có đồng nguyên với động phủ giới.
cũng có thể nói những người này đều thuộc về tông môn có tên là Thất Đạo Tông kia. Nhật Nguyệt Tông là một tông phái cực mạnh trong Thiên Phương Châu. Môn nhân của tông này có hơn 10 vạn, là đệ nhất tông của Thiên Phương Châu, cũng là một trong cửu tông thập tam môn của Đông Châu. Bên trong Nhật Nguyệt Tông, trong ngàn năm qua có rất nhiều thiên tài xuất hiện nhưng không ai có thể so với một nữ tử trên gọi Thanh Hồng. Tư chất của nữ tử này có thể nói là ngàn năm khó tìm. Mấy trăm năm trước nàng đã trở thành đệ tử của Nhật Nguyệt Tông, trong thời gian ngắn ngủi gần ngàn năm trở thành bậc toàn năng bước thứ ba. Đạt tới không niết đỉnh phong, giống như chỉ còn kém một đường là trở thành tu sĩ không linh. Phương diện này hiển nhiên có quan hệ tới việc Nhật Nguyệt Tông toàn lực bồi dưỡng, nhưng đồng thời cũng nói rõ là nữ tử Thanh Hồng này rất quý trọng. Đối với Nhật Nguyệt Tông, nhất là đại trưởng lão Tu Vi Kim Tôn hầu như hàng năm đều bế quan của Nhật Nguyệt Tông, nghe nói đã có thực lực thiên tôn nhưng còn chưa xông lên thiên tôn niết. Người này tự mình thu nữ tử nọ làm đồ đệ, cách mấy năm lại xuất quan một lần chỉ điểm tu vi cho nữ tử này. Thậm chí có một thời gian nàng còn đưa nữ tử này vào chỗ bế quan của mình, cùng bế quan tu hành. Nữ tử này ở Nhật Nguyệt Tông được gọi là Thánh Nữ, được vô số người của tông môn ngước nhìn. Lại càng bởi dung mạo tuyệt mỹ của nàng khiến nàng trở thành đối tượng ái mộ của đệ tử trong tông môn này. Chẳng qua nữ tử này dù ưu tú nhưng tính cách lại rất lạnh lùng, gần ngàn năm chưa bao giờ có ý định tìm đạo lữ. Nhưng nàng càng như vậy lại càng khiến đệ tử Nhật Nguyệt Tông ngưỡng mộ. Nhất là con nối dõi của trưởng lão đối với đệ tử này lại càng theo đuổi chưa bao giờ gián đoạn. Một ngày nọ nữ tử tên Thanh Hồng kia từ nơi bế quan đi ra. Ngoài trời tràn ngập mây đen, sấm chớp ầm ầm giống như lúc nào cũng có thể mưa. Tiếng sấm nọ khiến nàng không thể tĩnh tâm giống như sắp có chuyện gì đó phát sinh. Nàng đứng ở bên ngoài động phủ nhìn mây đen trong thiên địa, nhìn thấy đủ mọi vật trong mưa dưới chân núi, trong mắt lộ vẻ mê man. Một con bướm tuyệt đẹp từ xa xa bay tới đón gió đang điên cuồng thổi, bay tới trước mặt nữ tử này, hấp dẫn ánh mắt của nàng. Nàng thích màu đỏ, thích bướm. Mọi người trong tông môn đều biết ý thích đầu của nàng nhưng không biết sở thích thứ hai của nàng. Nhìn con bướm xinh đẹp tung bay, ánh mắt nữ tử lộ vẻ mê man càng sâu. Giống như những người chuyển thế khác, nàng thường đắm chìm trong mộng. Nàng vẫn luôn cảm thấy mình không thuộc về thiên địa này. Loại cảm giác đó khiến nàng lạnh lùng không giống người thường. Sấm chớp ầm ầm, nước ào ào trút xuống gió núi gào thét, hình thành một tấm màn mưa đen kịt. Nàng mặc y phục màu đỏ, từ xa xa nhìn lại giống như một con bướm đỏ, cùng với con bướm trước người trong gió núi trong mưa giống như muốn tung cánh theo gió. Hồng, một giọng nói nhu hòa từ sau lưng nàng truyền tới. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2070, Tâm Vong, Tất Vong. Trong màn mưa, trong tiếng mưa rơi, thanh âm nhẹ nhàng này như nỉ non, tản ra bốn phía, cùng với tiếng mưa rơi ào ào kia như dung hợp lại với nhau, tạo nên một thanh âm mộng ảo như đến từ quá khứ. Con bướm bên cạnh Thanh Hồng đáp xuống bàn tay nàng, được nàng nhẹ nhàng cầm lấy, ngăn mưa gió cho nó. Dường như nàng chính là một con bướm, nhưng không biết trên thế gian này có ai có thể che mưa che gió cho nàng. Nàng xoay người, nhìn thấy một người xa lạ toàn thân mặc áo trắng đang ở dưới tán dù. Hồng Điệp, cái tên này rất đẹp. Thanh Hồng nhìn thanh niên tóc bạc kia, mỉm cười, dung nhan trở nên tươi sáng, khiến cho nàng thoạt nhìn giống như là một đóa hồng cao ngạo đang không ngừng nở rộ. Nếu như ngươi thích, ngươi có thể trở thành Hồng Điệp. Vương Lâm nhìn nữ tử xinh đẹp ở trước mắt, những chuyện cũ trên Chu Tước Tinh trong động phủ dưới lần lượt hiện lên trong mắt hắn. Nữ tử này mỉm cười, không nói gì. Nàng nhìn Vương Lâm, ánh mắt của hai người trong cơn mưa này chạm vào nhau, rất lâu không ngừng. Ta đã gặp ngươi, trong mộng, khi ta đạt tới bước thứ ba, ta đã gặp ngươi. Thanh Hồng nhìn Vương Lâm, nhẹ nhàng nói, ngươi tin vào luân hồi không? Ánh mắt Vương Lâm rời khỏi nữ tử này, nhìn màn mưa phía chân trời. Người tin không? Nữ tử kia hỏi ngược lại. Ta. Thanh âm Vương Lâm dừng lại,
Hồi lâu sau, hắn gật đầu. Ta tin. Nếu như ngay cả Bạch Phát Dực Thiên Tôn cũng tin, thì ta cũng tin. Nữ tử này xoay người, cũng nhìn màn mưa, nhẹ giọng nói. Ta thủy chung cảm thấy ta đang đợi một người cho ta đáp án. Khi ta trở thành bước thứ 3, ta biết người ta chờ chính là ngươi. Luân hồi sao, ta vẫn luôn tin tưởng. Ta có kiếp trước hay không? Nói cách khác, tại sao ta lại thích màu đỏ, thích những con bướm? Ta vẫn luôn tin tưởng, ta yêu thích những thứ giống nhau, không thể bỗng nhiên mà yêu thích, chung quy đều là có nguyên nhân. Nếu không phải nguyên nhân ở kiếp này, thì chính là từ kiếp trước. Kiếp trước ta tên là Hồng Điệp, phải không? Nữ tử kia không hề ngẩng đầu, giọng nói bình tĩnh. Nhưng trong mộng của ta, trong kiếp trước của ta vẫn còn có một cuộc đời nữa. Trong cuộc đời đó, ta đã nhìn thấy kia. Vương Lâm ngẩn ra. Trong cuộc đời đó, ta nhớ ngươi đã hỏi ta một vấn đề cho đến ngày hôm nay ta mới có được đáp án. Ngươi có muốn nghe không? Thanh Hồng nhìn về chân trời, nhẹ giọng nói. Ta đã hỏi ngươi vấn đề gì? Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, rồi chậm rãi nói. Ngươi muốn giữ lại ký ức của kiếp này, hay khôi phục ký ức của kiếp trước? Thanh Hồng xoay người, trong đôi mắt xinh đẹp có một tình cảm mà Vương Lâm nhìn không thấu. Kiếp này kiếp trước có thể cùng tồn tại, nhưng sau khi khôi phục lại ký ức của kiếp trước, kiếp này sẽ xuất hiện rất nhiều thắc mắc. Nếu không khôi phục thì sẽ không biết, mà khi đã biết rồi thì cũng không thể quên được. Đây là lý giải của ta. Thanh âm của Thanh Hồng có một vẻ buồn bã, thấp giọng thì thào. Vậy bây giờ ngươi sẽ trả lời ta như thế nào? Trong mắt Vương Lâm có một vẻ mê man, nhìn nữ tử trước mắt hỏi. Quên đi kiếp trước, chỉ có kiếp này. Nếu vẫn cố chấp, liên tục luân hồi là một sự đau đớn, cũng là một sự mê man. Trong mắt Thanh Hồng lộ ra một vẻ phức tạp, nàng thì thào nói nhỏ. Ta hiểu rồi. Vương Lâm than nhẹ, Hồng Điệp đã nhớ được một vài chuyện, nhưng đối với việc nàng nói về kiếp trước của kiếp trước lại khiến cho tâm thần Vương Lâm chấn động. Hắn nhớ lại trong mộng đạo ở Chu Tước Tinh, dưới một mái đình cũng. Ở trong một cơn mưa, mình đã nhìn thấy một nữ tử ôm một đứa bé gái đi tới trước mặt mình. Trong cơn mưa đó có một con bướm màu đỏ đang núp dưới lá cây tránh mưa, khiến cho hắn và lúc nữ tử kia nhờ mình đặt tên cho đứa bé gái kia đã nói ra hai chữ Hồng Điệp. Trong lúc trầm mặc, Vương Lâm xoay người đi về phía đằng xa, hắn đã hiểu lựa chọn của Hồng Điệp. Ký ức của cuộc đời kia ta đã quên rất nhiều, chỉ nhớ được ngươi và vấn đề này, còn có một người nữa, hắn còn nói với ngươi một câu. Câu nói này ta vẫn còn nhớ rất rõ. Thanh Hồng nhắm hai mắt lại, thanh âm nhẹ nhàng. Câu nói gì? Vương Lâm không dừng lại, vẫn đi vào trong màn mưa. Tâm vong, tất vong trong màn mưa. Thân thể Vương Lâm bỗng nhiên chấn động, hắn xoay mạnh người trong mắt lộ ra vẻ rung động. Sự rung động này đến từ trong linh hồn hắn, khiến cho hắn trầm mặc ở dưới cơn mưa, cây dù ở trong tay cũng bất giác bị buông ra, rơi xuống dưới, bị nước mưa rơi xối xả. Mặc Chí, trước mắt Vương Lâm hiện ra một đại hán đầu trọc ở Chu Tước Tinh, khi mình vẫn còn là một tu sĩ bậc thấp. Cũng vào trong một đêm mưa, ở trong một tòa miếu, đôi mắt mang theo vẻ mê man nhìn mình nói ra một câu nói kia. Mưa này sinh từ trời, chết ở đất, quá trình ở giữa chính là nhân sinh tâm vong, tất vong. Câu nói kia vang vọng trong đầu Vương Lâm, ánh mắt của đại hán đầu trọc kia hiện lên rõ ràng. Trong ánh mắt này có một vẻ mà Vương Lâm nhìn không thấu, nhưng hôm nay nhớ lại thì rõ ràng đó là một sự đau đớn và thương xót. Vương Lâm đi, mang theo vẻ mê man, mang theo đáp án mà hắn không muốn nghĩ tới rời khỏi nơi này. Thanh Hồng nhìn Vương Lâm biến mất ở đằng xa, đứng đó hồi lâu, rất lâu. Cho tới khi cơn mưa trong thiên địa tan đi, nàng mới buông tay ra. Trong lòng bàn tay của nàng, con bướm kia vỗ cánh bay vờn quanh nàng vài vòng, sau đó hướng về đằng xa bay đi. Tới lúc nào đó người sẽ quên. Có lẽ, vĩnh viễn người sẽ không lựa chọn như vậy. Thanh Hồng cúi đầu, mang theo một vẻ suy sụp và cô độc, xoay người đi vào trong động phủ. Trong thiên địa, Vương Lâm trầm mặc bước đi. Luân hồi, khi ta mở ra ký ức kiếp trước sau khi luân hồi của người khác, ta không hề nghĩ tới có phải ta đã ở trong một lần luân hồi hay không.
Nếu như thật sự ta ở trong luân hồi này, như vậy thì ai sẽ mở ra ký ức kiếp trước của ta? Vương Lâm nghĩ tới đây, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Trong tiếng cười, hai hàng nước mắt của hắn chảy xuống. Luân hồi, đây chính là luân hồi. Nhưng cho dù thật sự ta đang ở trong luân hồi này, thì ta cũng sẽ không chọn cách quên đi, tuyệt đối không, vĩnh viễn không. Trong tiếng cười to, Vương Lâm đột nhiên nhớ tới thân ảnh hướng lên trời gào thét thê lương mà hắn nhìn thấy khi trải qua cổ đạo tam phần thần trong tổ miếu tại Hoàng Thành Thủy Cổ. Lời nói của thân ảnh này như lại vang vọng bên tai hắn. Thiên địa là đỉnh cao của thiên địa thì có tác dụng gì? Chúng sinh đều sùng bái thì có tác dụng gì? Trải qua vô lượng kiếp thì có tác dụng gì? Thiên địa như thế này sao lại không hủy diệt? Chúng sinh như thế này sao lại không tiêu tan? Kiếp sống như thế này sao lại không cắt đứt? Đã như vậy, ta muốn dùng phương thức của ta khiến cho trời xanh nhắm mắt, khiến cho mặt đất ngủ say, khiến cho hoàng tuyền nhỏ lệ, khiến cho luân hồi đứng lại, khiến cho trời cao từ nay về sau vô niệm. Vương Lâm thì thào, nói lại thanh âm đang vang vọng bên trong tai mình. Thanh âm kia càng lúc càng lớn, cuối cùng kinh thiên động địa, khiến cho bầu trời cuồn cuộn, khiến cho mặt đất ầm ầm, khiến cho toàn bộ đại lục Tiên Cương như nổi lên một cơn cuồng phong. Ở Đông Châu trên đại lục Tiên Cương, phía tây nam trong Lâm Hóa Châu có một thành trì của phàm nhân. Thành trì này rất lớn, từ xa nhìn lại giống như một con cự thú nằm sấp, khiến cho người ta cảm thấy hùng vĩ. Trong thành trì ở một góc hẻo lánh, có một lò rèn vô cùng nhộn nhịp, khiến cho người trong nhà có thể sống rất sung túc. Điều này chủ yếu là do nam chủ nhân của lò rèn này đối với mỗi một khí cụ cũng cực kỳ tập trung chăm chú, rất có trách nhiệm, khiến cho nơi này sau rất nhiều năm đã có một danh tiếng tốt. Nam chủ nhân này là một đại hán, thoạt nhìn ước chừng khoảng hơn 30 tuổi, thân thể có chút cường tráng. Lúc này đang đứng trong cửa hàng, toàn thân đỏ bừng, không ngừng rèn sắt, từ trong cửa hàng có tiếng keng keng không ngừng truyền ra. Bên trong hậu viện là nơi ở của những người trong nhà. Đại hán này có một người vợ rất hiền dịu và xinh đẹp, còn có một đứa con gái 8 tuổi. Lúc này tiểu cô nương này đang ở trong cửa hàng, cũng không sợ nóng, nhìn cha của mình, thi thoảng lại chạy đi lấy khăn bông lau mồ hôi của cha. Mỗi khi như vậy, trên mặt đại hán này lại lộ ra một nụ cười vui vẻ. Hắn rất thỏa mãn với cuộc sống của mình hiện giờ, mặc dù đơn giản, nhưng lại có một đứa con gái đáng yêu, có một người vợ rất yêu mình. Điều này đối với hắn mà nói đã là quá đủ. Hắn muốn cố hết sức mình để giữ gìn gia đình này, khiến cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, khiến cho tương lai của con gái mình tốt hơn. Vì mục tiêu này mà hắn đối với nghề rèn của mình vô cùng cố gắng, vô cùng chăm chú tập trung khi làm việc. Cuộc sống của hắn đơn giản, nhưng trong sự đơn giản này lại có một sự ấm áp mà hắn rất trân trọng. Hắn sinh ra trong thành này, bên cạnh còn có không ít bạn bè cùng lớn lên, hiện giờ cũng đã thành gia lập thất. Nhưng bọn họ cũng thường xuyên ngồi uống rượu với nhau, cùng cười đùa, cùng nhau nhớ lại những chuyện thú vị thời niên thiếu. Trong màn đêm, thi thoảng khi hắn ngủ say lại xuất hiện một giấc mộng. Trong giấc mộng này, hắn có thể rung trời chuyển đất, giống như là một tiên đế, mang theo người của hắn đi chém giết kẻ địch. Trong giấc mộng đó có sự ly biệt, có nhiệt huyết, có bi ai. Trong giấc mơ, hắn cũng có một đứa con gái tên là Sương cùng tên với đứa con gái của hắn hiện giờ. Nhưng giấc mộng này dù sao cũng không phải là thật. Mỗi khi hắn tỉnh mộng đều lộ ra vẻ mê man rất sâu, nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, ngây người ra. Trong lòng hắn cũng có một sự khát vọng đối với tất cả những chuyện trong giấc mộng kia. Nhưng mỗi khi như vậy hắn lại cúi đầu nhìn người vợ đang ngủ say ở bên cạnh. Nhìn đứa con ở trong lòng, 8 tuổi rồi mà vẫn không dám ngủ một mình, hắn lại mỉm cười, quên hết những chuyện ở trong mộng. Nếu như để hắn chọn, thì hắn sẽ chọn người nhà của mình, chứ không phải là cuộc đời trong mộng kia. Hắn không biết khi hắn đang nhìn người nhà, ở trong trời đêm kia cũng có một người đang nhìn hắn. Vương Lâm nhìn vào gia đình thợ rèn ở trong thành trì kia, hắn có thể cảm nhận được sự hạnh phúc và mãn nguyện của Thanh Lâm. Tiên đế năm đó trong động phủ giới, hiện giờ đã trở thành phàm nhân, nhưng hắn lại có được hạnh phúc, có được sự ấm áp. Vương Lâm rất hâm mộ hắn,
Hắn nhìn Thanh Lâm hồi lâu, rồi xoay người rời khỏi. Cũng giống như Hồng Điệp, hắn đã chọn cách quên đi. Quên đi quá khứ, quên đi kiếp trước, toàn bộ thể xác và tinh thần chìm đắm trong kiếp này, ở trong luân hồi này lần lượt quên đi, lần lượt trân trọng. Lựa chọn của bọn họ là chính xác, lựa chọn của ta cũng là chính xác. Vương Lâm thì thào. Các bạn vừa nghe xong tập 207 của bộ truyện Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.